nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, nhiều đồng như số hạt bụi tất cả đại địa, đủ thứ mây núi tù gì quang diễm luân chẳng nghiêm tràng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đủ thứ mây núi tu di sắc kim cang tạng mani vương trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mây núi tù di phủ chiếu tất cả thế giới diêm phù đàn mani bảo tràng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mây núi tù di hiện tất cả pháp giới mani bảo, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mây núi tu di hiện tất cả chư Phật tướng tốt mani bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mây núi tù gì hiện tất cả bổn sự nhân duyên của Như Lai, nói hạnh của các Bồ Tát tu hành Mani Bảo Vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, mây núi tù gì hiện tất cả Phật ngồi Bồ Đề Tràng Mani Bảo Vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật đầy khắp pháp giới. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Tây hóa làm lầu các tất cả hương vương, lấy báu trân châu che phủ phía trên, và hóa làm tòa sư tử đế thích ảnh tràng bảo liên hoa tạng, dùng lưỡi diệu sắc mani phủ thân ngài, đội mão báu tâm vương cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương Tây qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới tên là Mani Bảo Đăng Tu Di Sơn Tràng, được Phật hiệu là pháp giới Trí Đăng. Trong đại chúng pháp hội Đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Phổ Thắng Vô Thượng Oai Đức Vương, với các Bồ Tát nhiều nhất số hạt bụi biển thế giới tụ hội đều đi đến chốn Phật để dùng đại oai thần lực nổi lên đủ thứ hương thoa hương đốt mây núi tù gì, nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật lại nổi lên đủ thứ mây núi tu di sắc hương thủy, nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật lại nổi lên mây núi tù gì quang minh mani bảo vương, nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, nhiều đồng nhất số hạt bụi tất cả đại địa lại nổi lên đủ thứ mây núi tu di quang diễm luân trang nghiêm tràng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật lại nổi lên đủ thứ mây núi tu di sắc kim cang tạng mani vương trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật lại nổi lên mây núi tu di chiếu khắp tất cả thế giới diêm phù đàn mani bảo tràng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Bạn hãy xem mỗi một thứ đều nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, cho nên trí lực của chúng ta chẳng đạt đến được. Cảnh giới này người đắc được ngũ nhãn lục thông mới minh bạch được. Bồ Tát đó lại nổi lên mây núi tù gì hiện tất cả pháp giới mani bảo, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại nổi lên mây núi tu di hiện tất cả chư Phật tướng tốt mani bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại nổi lên mây núi tù gì hiện tất cả bổn sự nhân duyên của Như Lai, nói hạnh của các Bồ Tát tu hành mani bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật lại nổi lên mây núi tù gì hiện tất cả Phật ngồi Bồ Đề Tràng Mani Bảo Vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, những mây đó đầy khắp tận hư không biến pháp giới. Bồ Tát đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Tây hóa làm lầu các tất cả hương vương, lấy báu trân châu che phủ phía trên, lại hóa làm tòa sư tử đế thích ảnh tràng bảo liên hoa tạng, dùng lưới diệu sắc mani không thể nghĩ bàn phủ lên thân Bồ Tát, dùng mũ báu tâm vương đội trên đầu cùng với quyến thuộc đến với ngài đều ngồi kiết già. Chúng ta người tu đạo không thể che giấu lỗi lầm của mình, không thể bảo hộ cái sai của mình, nếu cứ như thế thì vĩnh viễn chẳng có sự tiến bộ. Bất cứ ai có đoạn xứ đừng có sợ người khác biết, trong có trường xứ cũng đừng có sợ người khác biết. Những đoạn xứ nên thổ lộ ra, nói cho mọi người biết. Những trường xứ của mình không cần nói cho mọi người biết. Do đó, nếu có ai đối với bạn nói ra đoạn xứ của bạn, đó chính là trợ giúp bạn, là vị thiện tri thức của bạn. Người tu hành còn không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, thì thử hỏi những người không tu hành làm sao mà họ nhận lỗi lầm của mình. Người tu đạo mình có sai, ai nói với mình thì người đó là thiện tri thức của mình. Chúng ta đừng có tư tưởng đố kỵ chướng ngại. Bất cứ bạn tu đạo như thế nào, một khi có tư tưởng đố kỵ chướng ngại thì tất cả công đức hóa thành không có, vì bạn vẫn còn sự chấp trước lớn như thế, nhìn chẳng thấu buông chẳng đặng, cho nên không thể đắc được tự tại. Bất cứ vị nào có đoạn xứ, chúng ta đều nên nói với họ, trợ giúp họ tu hành. Do đó có câu: kiến hiền tư tệ, kiến bất hiền nhi nội tự tình. Thấy người nào giỏi hơn mình thì mình phải cố gắng phải bằng người giỏi hơn mình. Thấy người không tốt thì phải hồi quang phản chiếu xem thử mình có điều không tốt như thế chăng.
mỗi người cũng đều như thế thì chẳng bao lâu nữa đều có thể đạt đến bậc thánh hiền. Các vị phải biết tại sao thế giới này không tốt, vì tâm con người đố kỵ, chướng ngại, tự tư tự lợi, làm cho thế giới bại hoại. Tại sao quốc gia này không tốt, cũng do mỗi người đều tự tư tự lợi, tham sân si lớn hơn bất cứ ai, cho nên làm cho quốc gia bại hoại. Gia đình cũng vì tham sân si, đố kỵ, chướng ngại, cho nên làm cho gia đình bại hoại. Tại sao nhân cách con người không tốt, cũng vì đố kỵ, chướng ngại, tham sân si mà làm cho nhân cách con người bại hoại. Một số người như thế, hiện tại chúng ta phải nghĩ làm sao phải khác hơn một số người, cho nên mới xuất gia tu đạo. Người tu đạo nhất định phải làm cho một số người phạm những tập khí mau bệnh đều sửa đổi thành tốt, quyết định phải bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp, kiến lập đạo tràng này cho tốt, làm cho phong khí của thế giới này sửa đổi thành tốt, cho đến khiến cho mỗi quốc gia đều sửa đổi thành tốt, mỗi gia đình đều sửa đổi thành tốt, mỗi người cũng sửa đổi thành tốt, phải cải tạo nhân tâm của thế giới. Vì nguyên nhân này, người tu đạo bất cứ như thế nào cũng đừng bảo hộ những thứ hôi thối mà một số người bảo hộ nó, nào là đố kỵ, chướng ngại, tự tư tự lợi, tham sân si mạn nghi. Những thứ mau bệnh này, những thứ xấu xa này đều phải tẩy rửa nó cho thật sạch. Bất quá không cần bạn phải vào nhà xí rửa, đến đó rửa thì càng rửa càng hôi thối, vì nhà xí vốn chẳng sạch sẽ. Chúng ta phải dùng nước sạch, dùng nước trí huệ thanh tịnh để rửa tập khí mau bệnh của mình, sau đó cải thiện tư tưởng của mình. Đừng giống như một số người phàm phu tục tử, tuy chúng ta cũng là phàm phu tục tử, nhưng phải khác hơn một số người phàm phu tục tử. Được như vậy thì mới có thể quay lưng với dòng phàm phu lục trần mà nhập vào dòng thánh nhân pháp tánh. Liên quan đến vấn đề viết văn chương, chẳng phải một loại, hai loại, ba loại đơn giản như thế. Trên thế gian, trong mỗi sự việc của nó đều có ngàn sai vạn biển, đổi thứ sự khác nhau. Ví như văn chương, nếu nói nhiều thì có nhiều vô lượng vô biên, nếu nói ít thì có 84.000 thứ loại. Bất quá chúng ta không nghiên cứu hết nhiều như thế mà thôi, cho nên chỉ nghiên cứu trong phạm vi trí huệ của chúng ta cho phép. Kỳ thật phàm là tất cả học vấn đều vô lượng vô biên, chẳng có sự dừng lại. Học vấn của thế gian chẳng có sự dừng lại, văn trường của thế giới cũng chẳng có sự dừng lại. Cũng có thể nói đó đều là danh tướng, là nhắm mắt, mở mắt, nói lời mộng. Song một số người cũng nhờ vậy mới có thể dẫn người đi vào, cho nên bất cứ một tôn giáo nào cũng đều cần dùng văn chương để tuyên truyền, để tuyên dương và đại biểu giá trị của nó. Phải biết đó đều là pháp thế gian. Nếu thật muốn cầu pháp xuất thế gian thì đừng chấp vào nó. Điểm này mỗi người nên biết cho rõ ràng. Phương Bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều nhất số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Có thế giới tên là Bảo Y Quang Minh Tràng. Đức Phật hiệu là Chiếu Hư Không Pháp Giới Đại Quang Minh. Trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Vô Ngại Thắng Tạng Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, đi đến chốn Phật, đều dùng thần lực nổi tất cả mây y báu. Đó là mây y quang minh báu sắc vàng, mây y ướp đủ thứ hương, mây y nhật tràng mani vương, mây y mani sắc vàng rực rỡ, mây y tất cả báu quang diệm, mây y tất cả tinh tú tượng mani thượng diệu, mây y ngọc trắng quang mani, mây y mani đỏ quang minh thủ thắng chiếu khắp, mây y mani quang minh oai thế sáng rực chiếu khắp, mây y mani biển trang nghiêm đầy khắp hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Bắc hóa làm lầu các mani bảo hải trang nghiêm và tòa sư tử tỷ lưu ly bảo liên hoa tạng, dùng lưới sư tử oai đức mani vương phủ trên thân, thành tịnh bảo vương làm búi tóc minh châu, cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương Bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Có một thế giới tên là Bảo Y Quang Minh Tràng, có vị Phật danh hiệu là Chiếu Hư Không Pháp Giới Đại Quang Minh. Trong đạo tràng của Đức Phật đó có vị Bồ Tát tên là Vô Ngại Thắng Tạng Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Các ngài đều dùng thần lực nổi lên tất cả mây y báu, đó là mây y quang minh báu sắc vàng, mây y ướp đủ thứ hương, mây y nhật tràng mani vương, mây y mani sắc vàng rực rỡ, mây y tất cả báu quang diệm, mây y tất cả tinh tú tượng mani thượng diệu, mây y ngọc trắng quang mani, mây y mani đỏ quang minh thủ thắng chiếu khắp,
Mây y mani quang minh oai thế sáng rực chiếu khắp, mây y mani biển trang nghiêm, đủ thứ những mây báu đó đều đầy khắp hư không. Bồ Tát đến đạo tràng của Đức Phật rồi đành lễ chân Phật, bèn ở phương Bắc hóa làm Lầu Các mani bảo hải trang nghiêm và tòa sư tử tỷ lưu ly bảo liên hoa tạng, dùng lưới sư tử oai đức mani vương phủ trên thần Bồ Tát, dùng thanh tịnh bảo vương làm bối tóc minh châu của Bồ Tát. Ngài cùng với quyến thuộc cùng đến đều ngồi kiết già. Phương Đông Bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Hoan Hỷ Thanh Tịnh Quang Minh Võng, Đức Phật hiệu là Vô Ngại Nhãn. Trong chúng của Đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Hóa Hiện Pháp Giới Nguyện Nguyệt Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội đi đến chốn Phật, đều dùng thần lực đổi mây lầu các báu, mây lầu các hương, mây lầu các hương đốt, mây lầu các hoa, mây lầu các trên đàn, mây lầu các kim càng, mây lầu các mani, mây lầu các vàng, mây lầu các y, mây lầu các hoa sen, che phủ mười phương tất cả thế giới. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Đông Bắc hóa làm Lầu Các Nhất Thiết Pháp Giới, môn Đại Mani và tòa sư tử vô đẳng hương vương liên hoa tạng, dùng lưới mani hoa phủ trên thân, đội mão diệu bào tạng mani vương cùng với quyến thuộc đều kiết già. Ở phương Đông Bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là Nhất Thiết Hoan Hỷ Thanh Tịnh Quang Minh Võng, Đức Phật danh hiệu là Vô Ngại Nhãn. Trong đạo tràng của Đức Phật đó có vị Bồ Tát tên là Hóa Hiện Pháp Giới Nguyện Nguyệt Vương. Vị Bồ Tát đó làm lãnh tụ trong pháp hội. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật, đều dùng sức thần thông nổi mây lầu các báu, mây lầu các hương, mây lầu các hương đốt, mây lầu các hoa, mây lầu các trên đàn, mây lầu các kim càng, mây lầu các mani, mây lầu các vàng, mây lầu các y, mây lầu các hoa sen, đều che phủ mười phương tất cả thế giới. Các ngài đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, sau đó bèn ở phương Đông Bắc hóa làm Lầu Các Nhất Thiết Pháp Giới môn Đại Mani và tòa sư tử vô đẳng hương vương liên hoa tạng, dùng lưới mani hoa phủ trên thân Bồ Tát, đầu đội mão diệu bảo tạng mani vương cùng với quyến thuộc cùng đến với ngài đều ngồi kiết già. Phương Đông Nam qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Hương Vân Trang Nghiêm Tràng, Đức Phật hiệu là Long Tự Tại Vương. Trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Pháp Huệ Quang Diễm Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội đi đến chốn Phật, đều dùng thần lực nổi mây quang minh sắc vàng viên mãn, mây quang minh vô lượng sắc báu viên mãn, mây quang minh hào tướng Như Lai viên mãn, mây quang minh đủ thứ sắc báu viên mãn, mây quang minh liên hoa tạng viên mãn, mây quang minh nhánh cây các báu viên mãn, mây quang minh đảnh kế Như Lai viên mãn, mây quang minh sắc vàng diêm phủ đàn viên mãn, mây quang minh sắc mặt trời viên mãn, mây quang minh sắc mặt trăng sao viên mãn khắp cùng hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Đông Nam hóa làm Lầu Các Tỷ Lô Giá Na tối thượng bảo quang minh và tòa sư tử kim cang mani liên hoa tạng, lưới các báu quang diệm mani vương phủ trên thân cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương Đông Nam qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là Hương Vân Trang Nghiêm Tràng, có một vị Phật hiệu là Long Tự Tại Vương. Trong đạo tràng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Pháp Huệ Quang Diễm Vương. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật, đều dùng thần lực nổi mây quang minh sắc vàng viên mãn, mây quang minh vô lượng sắc báu viên mãn, mây quang minh hào tướng Như Lai viên mãn, mây quang minh đủ thứ sắc báu viên mãn, mây quang minh liên hoa tạng viên mãn, mây quang minh nhánh cây các báu viên mãn, mây quang minh đảnh kế Như Lai viên mãn, mây quang minh sắc vàng diêm phù đàn viên mãn, mây quang minh sắc mặt trời viên mãn, mây quang minh sắc mặt trăng sao viên mãn, đủ thứ mây đầy khắp hư không. Các ngài đến đạo tràng của Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Đông Nam hóa làm Lầu Các Tỷ Lô Giá Na tối thượng bảo quang minh và tòa sư tử kim cang mani liên hòa tạng, dùng lấy các báu quang diệm mani vương phủ trên thân Bồ Tát, ngài cùng với quyến thuộc cùng đến đều ngồi kiết già. Phương Tây Nam qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Mani Tạng, Đức Phật hiệu là Phổ Chiếu Trừ Pháp Trí Nguyệt Vương. Trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát
tên là Tuệ Phá Nhất Thiết Ma Quân Trí Tràng Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội. Đi đến chốn Phật, ở trong tất cả lỗ chân lông hiện ra mây hoa diệm, đồng cõi hư không, mây hương diệm, mây bảo diệm, mây kim cang diệm, mây hương đốt diệm, mây điện quang diệm, mây tỷ lô giá na mani bảo diệm, mây nhất thiết kim quang diệm, mây thắng tạng mani vương quang diệm, mây hải quang diệm, đồng ba đời Như Lai, mỗi mỗi đều từ trong lỗ chân lông hiện ra khắp cõi hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Tây Nam, hóa làm lầu các, phổ hiện thập phương pháp giới, quảng minh võng đại mani bảo, và tạ sư tử hương đăng diễm bảo liên hoa tạng, dùng lưới mani ly cấu tạng, phủ tranh thần đội mão vàng ra tiếng phá thú tất cả chúng sinh nghiêm sức mani vương, cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương Tây Nam qua cõi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là Nhật Quang Mani Tạng, Đức Phật hiệu là Phổ Chiếu Chư Pháp Trí Nguyệt Vương. Trong đạo tràng của Đức Phật đó có vị Bồ Tát tên là Tuệ Phá Nhất Thiết Ma Quân Trí Tràng Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Ở trong tất cả lỗ chân lông trên thân Bồ Tát hiện ra mây hoa diệm đồng cõi hư không, mây hương diệm, mây bảo diệm, mây kim cang diệm, mây hương đốt diệm, mây điện quang diệm, mây tỷ lô giá na mani bảo diệm, mây nhất thiết quang diệm, mây thắng tạng mani vương quang diệm, mây hải quang diệm, đồng ba đời Như Lai, mỗi mỗi thứ mây đó đều từ trong lỗ chân lông hiện ra đầy khắp cõi hư không. Các ngài đến đạo tràng của Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Tây Nam hóa làm lầu các, phổ hiện thập phương pháp giới, quang minh võng đại mani bảo, và tòa sư tử hương đăng diễm bảo liên hoa tạng, dùng lưới mani ly cấu tạng phủ trên thân Bồ Tát, đầu đội mão vàng già tiếng phá thú tất cả chúng sinh nghiêm sức mani vương, ngài cùng với quyến thuộc cùng đến đều ngồi kiết già. Phương Tây Bắc qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Mani Vương Tạng, Đức Phật hiệu là Phổ Quang Minh Tối Thắng Tu Di Vương. Trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Nguyện Trí Quang Minh Tràng, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội. Đi đến chốn Phật, ở trong niệm niệm, tất cả tướng tốt, tất cả lỗ lông, tất cả thân phận đều xuất hiện, mây hình tượng tất cả Như Lai ba đời, mây hình tượng tất cả Bồ Tát, mây hình tượng chúng hội tất cả Như Lai, mây hình tượng thân biến hóa của tất cả Như Lai, mây hình tượng thân bổn sanh của tất cả Như Lai, mây hình tượng tất cả thành văn bích chi Phật, mây hình tượng Bồ Đề Tràng của tất cả Như Lai, mây hình tượng thần biến của tất cả Như Lai, mây hình tượng tất cả thế gian chủ, mây hình tượng tất cả cõi nước thanh tịnh đầy khắp hư không. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Tây Bắc hóa làm lầu các, phổ chiếu thập phương mani bảo trang nghiêm, và tòa sư tử phổ chiếu thế gian bảo liên hoa, dùng lưới vô năng thắng quang minh chân châu phủ trên thân, đội mão phổ quang minh mani bảo, cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương Tây Bắc qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Mani Vương Tạng, Đức Phật hiệu là Phổ Quang Minh Tối Thắng Tu Di Vương. Trong đại pháp hội của Đức Phật đó có vị Bồ Tát tên là Nguyện Trí Quang Minh Tràng, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Ở trong niệm niệm của vị Bồ Tát đó, tất cả tướng tốt, tất cả lỗ lông, tất cả thân phận đều xuất hiện, mây hình tượng tất cả Như Lai ba đời, mây hình tượng tất cả Bồ Tát, mây hình tượng chúng hội tất cả Như Lai, mây hình tượng thân biến hóa của tất cả Như Lai, mây hình tượng thân bổn sanh của tất cả Như Lai, mây hình tượng tất cả thành văn bích chi Phật, mây hình tượng Bồ Đề Tràng của tất cả Như Lai, mây hình tượng thần biến của tất cả Như Lai, mây hình tượng tất cả thế gian chủ, mây hình tượng tất cả cõi nước thanh tịnh, đủ thứ mây hình tượng đầy khắp hư không. Ngài đến đạo tràng của Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương Tây Bắc hóa làm lầu các, phổ chiếu thập phương mani bảo trang nghiêm, và tòa sư tử phổ chiếu thế gian bảo liên hoa, dùng lưới vô năng thắng quang minh trần châu phủ trên thần Bồ Tát, đầu đội mão phổ quang minh mani bảo, ngài cùng với quyến thuộc cùng đến đều ngồi kiết già. Phương dưới qua khỏi biển thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Như Lai Viên Mãn Quan Phổ Chiếu, Đức Phật hiệu là Hư Không Vô Ngại Tướng
Trí Tràng Vương, trong chướng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Phá Nhất Thiết Chướng Dũng Mãnh Trí Vương, với các Bồ Tát nhiều nhất số hạt bụi biển thế giới tụ hội đi đến chốn Phật. Ở trong tất cả lỗ chân lông đều hiện ra mấy âm thanh nói biển ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, hiện ra mấy âm thanh nói biển phương tiện tu hành của tất cả Bồ Tát ba đời, hiện ra mấy âm thanh nói biển phương tiện khởi nguyện của tất cả Bồ Tát, hiện ra mấy âm thanh nói biển phương tiện thành tựu viên mãn ba la mật thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, hiện ra mấy âm thanh nói hạnh viên mãn của tất cả Bồ Tát khắp tất cả cõi, hiện ra mấy âm thanh nói thành tựu tự tại dụng của tất cả Bồ Tát, hiện ra mấy âm thanh nói tự tại dụng của tất cả Như Lai đi đến đạo tràng phá chúng ma quân thành đẳng chánh giác, hiện ra mấy âm thanh nói tất cả Như Lai chuyển pháp luân khế kinh môn biển danh hiệu, hiện ra mấy âm thanh nói biển pháp phương tiện tất cả tùy ứng giáo hóa điều phục chúng sinh, hiện ra mấy âm thanh nói biển phương tiện tất cả tùy thời tùy căn lành tùy nguyện lực khắp khiến chúng sinh chứng được trí huệ. Đến chỗ Đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương dưới hóa làm lầu các, hiện tất cả Như Lai cùng điện hình tượng chúng bảo trang nghiêm và tòa sư tử Nhất Thiết Bảo Liên Hoa, đội mão phổ hiện đạo tràng ảnh Mani Bảo cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương dưới, qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có một thế giới tên là Nhất Thiết Như Lai Viên Mãn Quảng Phổ Chiếu. Đức Phật hiệu là Hư Không Vô Ngại, tướng Trí Tràng Vương. Trong chúng pháp hội của Đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Phá Nhất Thiết Chướng Dũng Mãnh Trí Vương. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Ở trong tất cả lỗ chân lông của Bồ Tát đều hiện ra mây âm thanh nói biển ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, hiện ra mây âm thanh nói biển phương tiện tu hành của tất cả Bồ Tát ba đời, hiện ra mây âm thanh nói biển phương tiện khởi đại nguyện thuở xưa của tất cả Bồ Tát, hiện ra mây âm thanh nói biển phương tiện thành tựu viên mãn ba la mật thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, hiện ra mây âm thanh nói hạnh viên mãn của tất cả Bồ Tát khắp tất cả cõi, hiện ra mây âm thanh nói thành tựu tự tại dụng của tất cả Bồ Tát, hiện ra mấy âm thanh nói tự tại dụng của tất cả Như Lai đi đến đạo tràng phá chúng ma quân thành đẳng chánh giác, hiện ra mấy âm thanh nói tất cả Như Lai chuyển pháp luân và diễn nói tất cả Tu Đà La, tất cả khế kinh môn và diễn nói biển danh hiệu của Phật, danh hiệu của Phật vô lượng vô tận. Ban đầu mỗi vị Phật đều có một vạn danh hiệu, về sau vì con người nhớ không hết nên giảm còn 1.000, rồi giảm xuống còn 100, rồi giảm xuống còn 10 danh hiệu, tức là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, lại hiện ra mây âm thanh nói biển pháp phương tiện tất cả tùy ứng giáo hóa điều phục chúng sinh, lại hiện ra mây âm thanh nói biển phương tiện tất cả tùy thời tùy lúc tùy căn lành của chúng sinh, tùy nguyện lực của chúng sinh, khắp khiến chúng sinh chứng được vô lượng vô biên trí huệ. Tất cả Bồ Tát đó đến đạo tràng của Đức Phật, đảnh lễ chân Phật rồi, bèn ở phương dưới hóa làm lầu các, hiện tất cả Như Lai cùng điện hình tượng chúng bảo trang nghiêm và tòa sư tử Nhất Thiết Bảo Liên Hoa, hết thảy ở trong đạo tràng hiện ra mão phổ hiện đạo tràng ảnh Mani Bảo, ngài cùng với quyến thuộc cùng đến đều ngồi kiết già. Phương trên qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Thuyết Phật Trùng Tánh Vô Hữu Tận. Đức Phật hiệu là Phổ Trí Luân Quang Minh Âm. Trong chúng của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Pháp Giới Xa Biệt Nguyện. Với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng đi đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế giới Ta Bà này. Trong tất cả tướng tốt, tất cả lỗ chân lông, tất cả thân phần, tất cả chi tiết, tất cả đồ trang nghiêm, trong tất cả y phục đều hiện Tỳ Lô Giá Na đồng tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật vị lai đã được thọ ký, chưa được thọ ký. Hiện tại tất cả cõi nước mười phương, tất cả chư Phật và các chúng hội cũng hiện hạnh bố thí ba la mật quá khứ và tất cả những người thọ thí, các biển bổn sự cũng hiện hạnh trì giới ba la mật quá khứ, các biển bổn sự cũng hiện hạnh nhẫn nhục ba la mật quá khứ, các đức chi thể tâm không động loạn, các biển bổn sự cũng hiện hạnh tinh tấn ba la mật quá khứ, dũng mãnh chẳng thối chuyển, các biển bổn sự cũng hiện hạnh cầu biển thiền ba la mật của tất cả Như Lai quá khứ mà được thành tựu, các biển bổn sự cũng hiện sự chuyển pháp luân của tất cả chư Phật quá khứ, pháp được thành tựu, phát tâm dũng mãnh, tất cả đều xả các biển bổn sự,
cũng hiện sự ưa thấy tất cả chư Phật quá khứ, thích tu hành tất cả Bồ Tát đạo, thích giáo hóa tất cả cõi chúng sinh, các biển bổn sự, cũng hiện phát tất cả Bồ Tát đại nguyện quá khứ, thanh tịnh trang nghiêm, các biển bổn sự, cũng hiện thành tựu lực ba la mật của Bồ Tát quá khứ, dũng mãnh thanh tịnh, các biển bổn sự, cũng hiện sở tu trí huệ ba la mật viên mãn của tất cả Bồ Tát quá khứ, các biển bổn sự. Tất cả biển bổn sự như vậy, thảy đều đầy khắp pháp giới rộng lớn. Đến chỗ Đức Phật rồi đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương trên hóa làm lầu các nhất thiết kim cang tạng trang nghiêm và tòa sư tử đế thanh kim cang vương liên hoa tạng, dùng lưới nhất thiết bảo quang minh mani vương phủ trên thân, dùng mani bảo vương dễ nói danh hiệu Như Lai ba đời làm búi tóc minh châu cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Ở phương trên qua khỏi biển thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là thuyết Phật chủng tánh vô hữu tận, Đức Phật hiệu là Phổ Trí Luân Quang Minh Âm. Trong đại chúng pháp hội của Đức Phật đó có Bồ Tát tên là Pháp Giới Sai Biệt Nguyện. Ngài với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng đi đến đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế giới Ta Bà này, trong tất cả tướng tốt, trong tất cả lỗ chân lông, trong tất cả thân phần, trong tất cả chi tiết, trong tất cả đồ trang nghiêm, trong tất cả y phục, đều hiện ra Tỳ Lô Giá Na, đồng với tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật vị lai, Bồ Tát đã được thọ ký hoặc chưa được thọ ký, hiện tại tất cả cõi nước mười phương, tất cả chư Phật và đại chúng trong pháp hội, cũng hiện ra hạnh bố thí ba la mật, đã tu trong quá khứ, và sự tích tất cả những người thọ thí các biển bổn sự, vì quá nhiều nên gọi là biển, cũng hiện ra hạnh trì giới ba la mật trong quá khứ, từ các thứ biển bổn sự. Cũng hiện ra hạnh nhẫn nhục ba la mật trong quá khứ, các vị Phật Bồ Tát đó cắt đứt chi thể, nhưng tâm không tán loạn chẳng dao động, rất nhiều đủ thứ các biển bổn sự. Cũng hiện ra hạnh tinh tấn ba la mật trong quá khứ, dũng mãnh chẳng thối chuyển các biển bổn sự. Cũng hiện ra cầu biển thiền ba la mật của tất cả Như Lai trong quá khứ mà được thành tựu các biển bổn sự. Cũng hiện ra cầu tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp trong quá khứ, pháp được thành tựu, phát đại tâm dũng mãnh, tất cả đều bố thí, thí xả được đủ thứ, các biển bổn sự. Cũng hiện ra sự ưa thấy tất cả chư Phật quá khứ, thích tu hành tất cả Bồ Tát đạo, thích giáo hóa tất cả cõi chúng sinh, các biển bổn sự. Cũng hiện ra phát tất cả Bồ Tát đại nguyện quá khứ, thanh tịnh trang nghiêm, các biển bổn sự. Cũng hiện ra thành tựu lực ba la mật của Bồ Tát quá khứ, dũng mãnh thanh tịnh, các biển bổn sự. Cũng hiện ra sở tu trí huệ ba la mật viên mãn của tất cả Bồ Tát quá khứ, các biển bổn sự. Tất cả biển bổn sự như vậy, thảy đều đầy khắp pháp giới rộng lớn. Vị đại Bồ Tát đó đến trước Đức Phật đảnh lễ chân Phật rồi, bèn ở phương trên hóa làm lầu các nhất thiết kim cang tạng trang nghiêm và tòa sư tử đế thành kim cang vương liên hoa tạng, dùng lưới nhất thiết bảo quang minh mani vương phủ trên thân Bồ Tát, dùng mani bảo vương diễn nói danh hiệu Như Lai ba đời làm búi tóc minh châu cùng với quyến thuộc đều ngồi kiết già. Tất cả Bồ Tát trong mười phương đều như vậy, cùng với quyến thuộc đều từ trong hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền sinh ra, dùng mắt trí huệ thanh tịnh thấy chư Phật ba đời, khắp nghe tất cả chư Phật Như Lai chuyển bánh xe pháp biển Tu Đà La đã đến được bờ bên kia tất cả Bồ Tát tự tại. Ở trong niệm niệm hiện đại thần biến gần gũi tất cả chư Phật Như Lai, một thân đầy khắp tất cả thế giới, chúng hồi đạo tràng của tất cả Như Lai. Ở trong một hạt bụi khắp hiện cảnh giới tất cả thế gian, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh chưa từng lỗi thời. Ở trong một lỗ chân lông vang ra âm thanh thuyết pháp của tất cả Như Lai, biết tất cả chúng sinh thảy đều như huyễn, biết tất cả chư Phật thảy đều như bóng, biết tất cả các cõi thọ sanh thảy đều như mộng, biết tất cả nghiệp báo như hình trong gương, biết tất cả các cõi sinh khởi như ánh nắng gắt, biết tất cả thế giới đều như biến hóa, thành tựu mười lực vô úy của Như Lai, dũng mãnh tự tại hay làm sư tử hống, vào sâu vô tận biển cả biển tài, đọc được biển lời lẽ các pháp trí của tất cả chúng sinh, trong hư không pháp giới sở hành vô ngại. Tất cả Bồ Tát mười phương như vậy, cùng với quyến thuộc đều từ trong hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền tu hành sinh ra, các ngài dùng mắt trí huệ thanh tịnh thấy tất cả chư Phật ba đời, khắp nghe tất cả chư Phật Như Lai chuyển bánh xe diệu pháp, biển kinh tạng Tu Đà La đều đã đến được bờ bên kia tất cả Bồ Tát tự tại.
Các ngài ở trong niệm niệm hiện đại thần biến, gần gũi tất cả chư Phật Như Lai. Các ngài ở trong bổn thân đầy khắp tất cả thế giới, chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai. Bồ Tát có thể ở trong một hạt bụi, khắp hiện cảnh giới tất cả thế gian, lại có thể giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh chưa từng lỗi thời. Chúng sinh nào đáng được độ bèn đi độ, tuyệt đối chẳng bỏ qua cơ hội. Ở trong một lỗ lông vàng già âm thanh thuyết pháp của tất cả Như Lai, biết tất cả chúng sinh thể đều như huyễn hóa, lại biết tất cả Phật thể đều như bóng, lại biết tất cả các cõi thọ sanh thể đều như mộng. Do đó có câu: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, hãy quan sát như vậy. Bồ Tát biết tất cả nghiệp báo như hình trong gương, lại biết tất cả các cõi sinh khởi như ánh nắng cắt, lại biết tất cả thế giới đều như biến hóa. Những vị Bồ Tát đó đều thành tựu 10 trí lực, 4 vô sở úy của Như Lai, đã đắc được sự dũng mãnh tự tại hay làm sư tử hống, vào sâu vô tận biển cả biện tài, lại đắc được biển lời lẽ và các pháp trí huệ của tất cả chúng sinh, hành đạo trong tận hư không biến pháp giới mà chẳng có sự chướng ngại nào. Vì tất cả pháp không có chướng ngại, thần thông cảnh giới của tất cả Bồ Tát đều đã thanh tịnh, dũng mãnh tinh tấn, hàng phục ma quân, luôn dùng trí huệ thấu đạt ba đời, biết tất cả pháp như hư không, không có trái nghỉ, cũng không chấp lấy. Tùy siêng tinh tấn mà biết nhất thiết trí chọn không chỗ đến, tùy quán cảnh giới mà biết tất cả những gì có đều bất khả đắc, dùng trí phương tiện vào tất cả pháp giới, dùng trí bình đẳng vào tất cả cõi nước, dùng lực tự tại khiến cho tất cả thế giới lần lượt vào với nhau, trong tất cả thế giới nơi nơi thọ sanh, thấy tất cả thế giới đủ thứ hình tướng, nơi cảnh vi tế hiện cõi rộng lớn, nơi cảnh rộng lớn hiện cõi vi tế. Ở chỗ một vị Phật trong khoảng một niệm được oai thần của tất cả chư Phật gia trì, thấy khắp mười phương không bị mê hoặc, trong khoảng sát na đều qua đến được. Tất cả Bồ Tát như vậy, đầy khắp rừng thệ đa đều nhờ oai thần lực của Như Lai. Bồ Tát lại biết tất cả pháp không có bất cứ vật gì chướng ngại, thần thông cảnh giới của tất cả Bồ Tát đó đều do bởi thanh tịnh mà sinh ra. Các ngài dũng mãnh tinh tấn hàng phục tất cả ma quân, luôn luôn dùng trí huệ để thấu đạt đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai ba đời, lại biết tất cả pháp như hư không, rõ bất khả đắc, không có trái nghịch, chẳng có đúng hoặc không đúng, cũng không chấp lấy một tướng nào hết, tùy siêng tinh tấn mà biết nhất thiết trí chọn không chỗ đến, tùy quán sát cảnh giới mà biết tất cả cảnh giới và tất cả pháp hữu vi đều bất khả đắc. Các ngài dùng trí huệ phương tiện và tất cả pháp giới, dùng trí huệ bình đẳng và tất cả cõi nước, dùng lực tự tại khiến cho tất cả thế giới lần lượt vào với nhau. Các ngài ở trong tất cả thế giới nơi nơi thọ sanh, thấy được tất cả thế giới đủ thứ hình tướng, trong cảnh giới vi tế có thể hiện ra cõi nước rộng lớn, đó là trong nhỏ hiện lớn, và trong cảnh giới rộng lớn hiện ra cõi nước vi tế, đó là trong lớn hiện nhỏ. Ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật trong khoảng một niệm liền được oai thần lực của tất cả chư Phật mười phương gia bị, thế các mười phương thế giới không bị chút mê hoặc nào, trong khoảng sát na đều có thể qua đến được. Tất cả Bồ Tát như vậy đều đầy rẫy khắp đạo tràng rừng thệ đa, đều nhờ oai thần lực của Như Lai. Bấy giờ thượng thủ các vị đại thành văn gồm có Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Cà Diếp, Lì Bà Đa, Tu Bồ Đề, A Nậu Lâu Đà, Nan Đà Kiếp Tân Na, Cà Triền Diền Phú Tân Na. Các vị đại thanh văn như vậy ở trong rừng thệ đa, thảy đều chẳng thấy thần lực của Như Lai, chẳng thấy sự trang nghiêm tốt đẹp của Như Lai, chẳng thấy cảnh giới của Như Lai, chẳng thấy sự du hí của Như Lai, chẳng thấy thần biến của Như Lai, chẳng thấy sự tôn thắng của Như Lai, chẳng thấy diệu hạnh của Như Lai, chẳng thấy oai đức của Như Lai, chẳng thấy sự trụ trì của Như Lai, chẳng thấy cõi tịnh của Như Lai. Lúc đó, thượng thủ các vị đại thanh văn gồm có Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Cà Diếp, Lì Bà Đa, Tu Bồ Đề, A Nậu Lâu Đà, Nan Đà, Kiếp Tân Na, Ca Trên Diên, Phú Tân Na. Các vị đại thanh văn như vậy ở trong đạo tràng rừng thệ đa, nhưng các ngài đều chẳng thấy đại oai thần lực Như Lai, cũng chẳng thấy sự trang nghiêm tốt đẹp của Như Lai, cũng chẳng thấy cảnh giới của Như Lai, cũng chẳng thấy sự du hí của Như Lai, cũng chẳng thấy thần thông biến hóa của Như Lai, cũng chẳng thấy sự tôn quý thù thắng của Như Lai, cũng chẳng thấy diệu hạnh của Như Lai, cũng chẳng thấy oai đức của Như Lai, cũng chẳng thấy sự trụ trì của Như Lai, cũng chẳng thấy cõi tịnh của Như Lai.
cũng chẳng thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đại hội, Bồ Tát vào khắp, Bồ Tát đến khắp, Bồ Tát qua đến khắp, Bồ Tát thần biến, Bồ Tát du hí, Bồ Tát quyến thuộc, Bồ Tát phương sở, Bồ Tát trang nghiêm tòa sư tử, Bồ Tát cung điện, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát vào tam muội tự tại, Bồ Tát quan sát, Bồ Tát tần thân, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát cúng dường, Bồ Tát thọ ký, Bồ Tát thành thục, Bồ Tát dũng kiện, Bồ Tát pháp thân thành tịnh, Bồ Tát trí thân viên mãn, Bồ Tát nguyện thân thị hiện, Bồ Tát sắc thân thành tựu, Bồ Tát các tướng thanh tịnh đầy đủ, Bồ Tát thường quang các sắc trang nghiêm, Bồ Tát phóng lưới đại quang minh, Bồ Tát khởi mây biến hóa, Bồ Tát thân khắp mười phương, Bồ Tát các hạnh viên mãn. Những vị đại thanh văn đệ tử đồng thời cũng chẳng thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đại hội, Bồ Tát cùng nhau vào khắp, Bồ Tát cùng nhau đi đến khắp, Bồ Tát qua đến khắp đạo tràng, Bồ Tát thần biến, Bồ Tát du hí, Bồ Tát quyến thuộc, Bồ Tát phương sở, Bồ Tát trang nghiêm tòa sư tử, Bồ Tát cung điện, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát vào tam muội chánh định chánh thọ tự tại, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát tần thân tam muội, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát cúng dường chư Phật, Bồ Tát được chư Phật thọ ký, Bồ Tát quả vị thành thục, Bồ Tát dũng kiện, Bồ Tát pháp thân thanh tịnh, Bồ Tát trí thân viên mãn, Bồ Tát nguyện thân thị hiện tất cả mọi nơi, Bồ Tát sắc thân thành tựu, Bồ Tát các tướng thanh tịnh đầy đủ, Bồ Tát thường quang các sắc trang nghiêm, Bồ Tát phóng lưới đại quang minh, Bồ Tát khởi mây biến hóa, Bồ Tát thân khắp mười phương tất cả mọi nơi, Bồ Tát các hạnh đều viên mãn. Những việc như vậy tất cả các đại đệ tử thanh văn thầy đều không thấy. Tại sao? Bởi vì căn lành không đồng, vì vốn không trồng căn lành thấy Phật tự tại, vì vốn không khen ngợi công đức thanh tịnh tất cả cõi Phật mười phương thế giới, vì vốn không chăn ngợi đủ thứ thần biến của chư Phật Thế Tôn, vì xưa kia lưu truyền ở trong sanh tử, không phát tâm an nậu đa la tam biểu tam bồ đề, vì vốn không khiến cho người khác trụ tâm bồ đề, vì vốn không khiến cho giống tánh Như Lai không đoạn tuyệt, vì vốn không nhiếp thọ các chúng sinh, vì vốn không khiến cho người khác tu tập Bồ Tát Ba La Mật, vì xưa kia khi lưu truyền trong sanh tử, không khuyên chúng sinh cầu mắt đại trí tối thắng, vì vốn không tu tập các căn lành sanh nhất thiết trí, vì vốn không thành tựu các căn lành Như Lai xuất thế, vì vốn không đắc được thần thông trí huệ nghiêm tịnh cõi Phật, vì vốn không đắc được mắt biết cảnh của các Bồ Tát, vì vốn không cầu các căn lành bất cộng Bồ Đề vượt thoát thế gian, vì vốn không phát các đại nguyện của tất cả Bồ Tát, vì vốn không do Như Lai gia bị sinh ra, vì vốn không biết các pháp như huyễn, Bồ Tát như mộng, vì vốn không đắc được hoan hỷ rộng lớn của các đại Bồ Tát. Đủ thứ những việc ở trên như vậy, tất cả các đại đệ tử thanh văn thầy đều không nhìn thấy. Đó là nguyên nhân gì? Bởi vì các ngài căn lành không đồng. Vì thuở xưa các ngài không tu tập pháp môn thấy Phật, không tu tập căn lành nhậm vận tự tại của Phật, cho nên hiện tại các ngài không nhìn thấy Phật. Thuở xưa các ngài cũng không tán thán khen ngợi công đức thanh tịnh tất cả cõi Phật mười phương thế giới. Ví như người tiểu thừa chẳng biết có mười phương Phật, họ chỉ biết có Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chẳng thừa nhận có mười phương Phật, vì họ chẳng có tâm rộng lớn nhìn chẳng thấy Phật, cho nên các ngài cũng chẳng tán thán công đức thanh tịnh tất cả cõi Phật. Các ngài thuở xưa chẳng tán thán khen ngợi đủ thứ thần thông biến hóa của chư Phật Thế Tôn, vì nhìn chẳng thấy đủ thứ thần biến. Các ngài xưa kia lưu truyền ở trong sanh tử, không phát tâm an nậu đà la tam miệu tam bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ngài thuở xưa không khiến cho người khác trụ tâm bồ đề, cũng chẳng khiến cho giống tánh Như Lai không đoạn tuyệt. Các ngài thuở xưa cũng không nhiếp thọ các chúng sinh, cũng chẳng khiến cho người khác tu tập pháp môn ba la mật của Bồ Tát. Các ngài thuở xưa khi lưu truyền trong sanh tử, không khuyên chúng sinh cầu mắt trí huệ tối thắng rộng lớn, cho nên chúng ta phải biết luật nhân quả, trồng nhân gì được quả đó, vì hàng thanh văn nhị thừa thuở xưa chẳng tán thán Phật, chẳng có mắt đại trí huệ, cho nên hiện tại nhìn chẳng thấy được cảnh giới thủ thắng của Phật. Các ngài thuở xưa không tu tập các căn lành sanh nhất thiết trí, cho nên nhìn chẳng thấy Phật. Các ngài thuở xưa không thành tựu các căn lành Như Lai xuất thế. Các ngài thuở xưa không đắc được thần thông trí huệ, nghiêm tịnh cõi Phật. Các ngài thuở xưa không đắc được mắt biết cảnh của các Bồ Tát. Các ngài thuở xưa không cầu các căn lành bất cộng Bồ Đề vượt thoát thế gian. Các ngài thuở xưa không phát các đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Các ngài thuở xưa không do Như Lai gia bị sinh ra. Các ngài thuở xưa không biết các pháp như huyễn, Bồ Tát như mộng,
các ngài thuở xưa không đắc được hoan hỷ rộng lớn của các đại Bồ Tát. Như vậy đều là cảnh giới mắt trí huệ Bồ Tát phổ hiền, chẳng cùng với tất cả nhị thừa. Bởi nhân duyên đó nên các đại thành văn chẳng thấy được, chẳng biết được, chẳng nghe được, chẳng vào được, chẳng đắc được, chẳng niệm được, chẳng quan sát được, chẳng thọ lượng được, chẳng tư duy được, chẳng phân biệt được. Cho nên tuy ở trong rừng Thệ Đa mà chẳng thấy các đại thần biến của Như Lai. Đủ thứ cảnh giới ở trước như vậy đều là cảnh giới mắt trí huệ của Bồ Tát phổ hiền, chẳng phải với tất cả nhị thừa thanh văn duyên giác cũng có. Bởi nhân duyên đó cho nên các đại thanh văn chẳng thấy được thân Phật Lốt Xá Na ngàn trượng, cũng chẳng nghe được pháp môn viên đốn của Phật. Các ngài chẳng nhìn thấy được, chẳng biết được, chẳng nghe được, chẳng vào được, chẳng đắc được, chẳng niệm được, chẳng quan sát được, chẳng thọ lượng được, chẳng tư duy được, chẳng phân biệt được. Cho nên tùy các ngài ở trong rừng Thệ Đa mà chẳng thấy các đại thần biến của Như Lai. Lại nữa, vì các đại thanh văn không có căn lành như vậy, nên không có mắt trí huệ như vậy, không có tam muội như vậy, không có giải thoát như vậy, không có thần thông như vậy, không có oai đức như vậy, không có thế lực như vậy, không có tự tại như vậy, không có trụ xứ như vậy, không có cảnh giới như vậy. Cho nên ở đó mà chẳng biết được, chẳng thấy được, chẳng vào được, chẳng chứng được, chẳng trụ được, chẳng hiểu được, chẳng quan sát được, chẳng nhẫn thọ được, chẳng xu hướng được, chẳng noi theo được. Lại cũng không thể rộng, vì người khác giải thích nói, tán thán thị hiện, dẫn dắt khuyến tấn, khiến cho họ xu hướng, khiến cho họ tu tập, khiến cho họ an trụ, khiến cho họ chứng nhập. Tại sao vậy? Lại nữa, vì các vị đại thành văn đó không có căn lành thù thắng như vậy, không có mắt trí huệ như vậy, không có tam muội như vậy, không có giải thoát như vậy, không có thần thông biến hóa như vậy, không có oai đức như vậy, không có thế lực như vậy, không có tự tại như vậy, không có trụ xứ như vậy, không có cảnh giới như vậy. Cho nên các ngài ở trong đạo tràng rừng Thệ Đa mà chẳng biết được cảnh giới của Phật, chẳng thấy được cảnh giới của Phật, chẳng vào được cảnh giới của Phật, chẳng chứng được cảnh giới của Phật, chẳng trụ được cảnh giới của Phật, chẳng hiểu được cảnh giới của Phật, chẳng quan sát được cảnh giới của Phật, chẳng nhẫn thọ được cảnh giới của Phật, chẳng xu hướng được cảnh giới của Phật, chẳng thể y chiếu theo pháp môn của Phật mà tu hành thực tiễn, cũng không thể rộng về người khác giải thích nói rõ Phật pháp, cũng không thể tán thán thị hiện dẫn dắt chúng sinh, khuyến tấn chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh hướng về Phật pháp, tu tập Phật pháp, an trụ trong Phật pháp, chứng nhập Phật pháp. Tại sao vậy? Vì các đại đệ tử đường thành văn thừa mà xuất ly, thành tựu đạo thanh văn, đầy đủ hạnh thanh văn, an trụ quả thanh văn, nơi đế có không đắc được trí quyết định. Thường trụ thật tế, rốt ráo tịch tĩnh, xa lìa đại bi, xả bỏ chúng sinh, trụ nơi việc của mình, nơi trí huệ đó không thể tích tập, không thể tu hành, không thể an trụ, không thể nguyện cầu, không thể thành tựu, không thể thanh tịnh, không thể xu nhập, không thể thông đạt, không thể thấy biết, không thể chứng được. Cho nên, tuy ở trong rừng Thệ Đa mà đối với Như Lai chẳng thấy thần biến rộng lớn như vậy. Vì hết thảy tất cả các đại đệ tử đều y chiếu theo pháp thanh văn thừa mà tu hành, chỉ cầu thoát khỏi ba cõi, thành tựu đạo thanh văn thừa, đầy đủ hạnh thanh văn thừa tu hành, an trụ nơi quả vị thanh văn thừa, nơi chân đế có không đắc được trí huệ quyết định. Không thể thường trụ ở trong thực tế mà đắc được rốt ráo tịch tĩnh, các ngài xả bỏ tâm đại bi, chẳng có tâm tử bi, xả bỏ tất cả chúng sinh, chỉ làm tự liễu hán. Các ngài chỉ lo việc của mình, ích kỷ tự lợi. Đối với trí huệ của Đại Bồ Tát, trí huệ của Phật, các ngài không thể tích tập, không thể tu hành, không thể an trụ, không thể phát nguyện cầu pháp, cũng không thể thành tựu pháp đó, cũng không thể thành tịnh pháp đó, cũng không thể xu nhập pháp đó, cũng không thể thông đạt pháp đó, cũng không thể thấy biết pháp đó, cũng không thể chứng được pháp đó. Bởi vậy cho nên, tùy các ngài ở trong rừng Thệ Đa, mà đối với Như Lai Thế Tôn chẳng thấy thần thông biến hóa rộng lớn của Phật. Phật tử như bờ sông Hằng, có trong ngàn ức vô lượng ngạ quỷ, lõa thể, đói khát, toàn thân lửa cháy, những quạ, kên kên, chó sói đua nhau rượt bắt. Các ngạ quỷ vì quá khát bức bách, muốn tìm nước uống. Tuy ở bờ sông mà chẳng thấy sông, nếu như có kẻ thấy sông, nhưng lại thấy khô cạn. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng sâu dày che lấp. Các vị Phật tử, lại như trên bờ sông Hằng có trăm ngàn ức vô lượng ngạ quỷ, lõa thể, đói khát, toàn thân như bị lửa thiêu đốt.
Đây là ví dụ hàng nhị thừa có sở trì chướng vì chẳng thấy, cũng chẳng đắc được các pháp hỷ, nên gọi là quỷ. Lại vì chẳng đắc được y phục vô sanh nhẫn, cho nên gọi là lõa thể. Lại chẳng đắc được hạnh thực pháp giới, cho nên đói khát. Chẳng đắc được vị chân giải thoát, cho nên khô cạn. Những quả kên kên chó sói đua nhau giật bắt chúng, muốn ăn chúng. Các ngạ quỷ vì quá khát bức bách, nghĩ muốn tìm nước sông uống. Tuy chúng ở bờ sông mà chẳng nhìn thấy sông. Nếu như có kẻ thấy sông nhưng lại thấy khô cạn, đó là ví dụ hàng nhị thừa. Tuy thấy được Đức Thế Tôn nhưng chỉ thấy tướng tỷ kheo một trượng sáu, mà chẳng nhìn thấy được pháp thân trang nghiêm của Như Lai. Tại sao vậy? Vì quỷ đói bị nghiệp chướng sâu dày che lấp, cho nên khi chúng thấy nước sông thì nước sông lập tức khô cạn, cho nên chẳng uống được nước. Các đại thành văn đó cũng lại như thế, tuy ở trong rừng Thệ Đà mà chẳng thấy thần lực rộng lớn của Như Lai, vì bỏ nhất thiết trí, bị màn vô minh che lấp đôi mắt, vì chưa từng gieo trồng các căn lành nhất thiết trí địa. Tất cả các vị đại thành văn đó cũng giống như ngạ quỷ, tuy các ngài ở trong rừng Thệ Đà, ở trước Đức Phật mà chẳng thấy thần lực rộng lớn của Như Lai, vì các ngài xả bỏ nhất thiết trí, bị màn vô minh che lấp đôi mắt, vì thuở xưa chưa từng gieo trồng các căn lành nhất thiết trí địa. Ví như có người ở trong đại hội ngủ say sưa, hôn nhiên mộng thấy đỉnh núi Tu Di, trời đế thích ngự ở trong thành thiện kiến, cung điện vườn rừng đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp, thiên tử thiên nữ trăm ngàn vạn ước, khắp dải hoa trời đầy khắp mặt đất, đủ thứ cây y hiện ra y phục tốt đẹp, đủ thứ cây hoa nở rộ hoa đẹp, các cây âm nhạc diễn tấu âm nhạc trời, các thiền thể nữ ca ngâm tiếng hay, vô lượng chư thiên ở trong đó vui chơi. Người đó nằm mộng thấy mình mặc y trời đi dạo chơi khắp thiền cung. Tất cả mọi người ở trong đại hội đó tuy cùng ở tại một chỗ mà chẳng biết chẳng thấy. Tại sao vậy? Vì chỗ thấy ở trong mộng chẳng phải đại chúng đó có thể thấy được. Ví như có người ở trong đại pháp hội này ngủ say sưa, hốt nhiên mộng thấy trên đỉnh núi Tu Di, trời đế thích ngự ở đại thành thiện kiến, cung điện vườn rừng, đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp, thiên tử và thiên nữ có khoảng trăm ngàn vạn ước người, khắp dải hoa trời đầy khắp mặt đất, đủ thứ cây y hiện ra y phục đẹp, đủ thứ cây hoa nở rộ đủ thứ hoa đẹp, tất cả cây âm nhạc diễn tấu âm nhạc trời, hết thảy các thể nữ trên trời ca ngâm tiếng hay vô cùng, vô lượng trừ thiền chúng ở trong đó vui chơi khoái lạc. Người đó cũng nằm mộng thấy mình mặc y phục trời, cũng ở trong đại thành thiện kiến đi dạo chơi khắp thiên cung. Đương thời tất cả đại chúng ở trong pháp hội tuy cùng ở tại một chỗ mà chẳng biết được, chẳng thấy được. Tại sao vậy? Vì cảnh giới ở trong mộng của người đó chẳng phải đại chúng trong pháp hội có thể thấy được, đó là cảnh giới hư vọng như giấc mộng. Đây là ví dụ thứ hai, ví dụ hàng thanh văn không biết Bồ Tát như mộng huyễn. Tất cả Bồ Tát các ông vua thế gian cũng lại như thế, vì nhờ lâu xa tích tập sức căn lành, vì phát nguyện nhất thiết trí rộng lớn, vì học tập tất cả công đức của Phật, vì tu hành đạo trang nghiêm của Bồ Tát, vì viên mãn pháp trí nhất thiết trí, vì xuất nhập trí địa của tất cả Bồ Tát, vì du hí trụ các tam muội của tất cả Bồ Tát, vì đã hệ quan sát cảnh giới trí huệ không chướng ngại của tất cả Bồ Tát, cho nên đều thấy thần biến tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai Thế Tôn. Tất cả Bồ Tát và các ông vua thế gian cũng lại như thế, đó là do nhờ lâu xa tích tập sức căn lành và vì phát đại nguyện nhất thiết trí rộng lớn, vì học tập tất cả công đức của Phật, vì tu hành đạo trang nghiêm của Bồ Tát, vì viên mãn pháp trí nhất thiết trí, vì xuất nhập trí địa của tất cả Bồ Tát, vì du hí trụ nơi các tam muội của tất cả Bồ Tát, vì đã hay quán sát cảnh giới trí huệ không chướng ngại của tất cả Bồ Tát, cho nên tất cả Bồ Tát đều hoàn toàn thấy thần thông biến hóa tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai Thế Tôn. Tất cả thành phần các đại đệ tử đều không thấy được, đều không biết được, vì không có mắt thanh tịnh của Bồ Tát. Tất cả chúng thành phần các đại đệ tử đều không thấy được, cũng không biết được cảnh giới thị hiện của Phật, vì các ngài thuở xưa không phát tâm Bồ Tát rộng lớn, chẳng có mắt trí huệ thanh tịnh của Bồ Tát. Ví như tại núi tuyết, đủ các thứ cỏ thuốc, vị lương y đến đó đều phân biệt biết được. Còn những thợ săn, người chăn súc vật luôn ở trên núi đó mà chẳng thấy biết được thuyết. Đây cũng như vậy, nhờ các Bồ Tát nhập vào cảnh giới trí huệ đủ sức tự tại, thấy được thần biến rộng lớn của Như Lai, các đại đệ tử chỉ cầu lợi mình,
chẳng muốn lợi người, chỉ cầu an mình chẳng muốn an người, tuy ở trong rừng Thệ Đà mà chẳng biết chẳng thấy. Ví như tại núi tuyết có đủ các thứ cỏ thuốc danh quý, nếu có vị lương y đến núi tuyết đó tìm cỏ thuốc thì liền phân biệt biết được tất cả cỏ thuốc trị bệnh gì, thứ thuốc nào danh quý. Tuy ở trên núi tuyết cũng có những thợ săn, những người chăn bò chăn dê sống lâu ở trên núi đó mà chẳng thấy biết được tính chất cỏ thuốc, cho nên tùy thấy được cỏ thuốc cũng không nhận thức được, không thấy không biết trên núi có cỏ thuốc. Tất cả các đại chúng thành văn cũng như vậy, vì Bồ Tát có mắt trí huệ thanh tịnh cho nên thấy được thần thông biến hóa rộng lớn của Phật, còn tất cả thành văn không thấy được. Vì tất cả đại Bồ Tát đều thâm nhập cảnh giới trí huệ của Phật, đầy đủ sức tự tại cho nên thấy được thần thông biến hóa rộng lớn của Phật, còn tất cả đại thanh văn đệ tử chỉ biết lợi ích chính mình, chẳng biết lợi ích cho người khác, chỉ biết an vui chính mình mà chẳng muốn người khác được an vui, cho nên các ngài tùy ở trong rừng Thệ Đà mà chẳng biết chẳng thấy thần thông biến hóa của Phật, cũng chẳng nhìn thấy được cảnh giới của Phật. Ví dụ thứ ba là cỏ thuốc trên núi tuyết, là thông dụ thầm thúy, đức khó thấy, tức cũng là cảnh giới của Phật. Ví như trong lòng đất có các bảo tàng đủ thứ chân quý, thảy đều đầy rẫy, có một vị trượng phu thông minh sáng suốt, khéo phân biệt biết được tất cả kho tàng, người đó lại có sức đại phước đức, có thể tùy ý tự tại mà lấy dùng, phụng dưỡng cha mẹ, tặng những người thân thuộc cho những người già kẻ bệnh, bần cùng thiếu thốn thảy đều chu cấp. Người không có trí huệ phước đức, tuy cũng đến chỗ bảo tàng mà chẳng biết chẳng thấy, nên không được lợi ích. Đây cũng như thế. Ví như ở trong lòng đất có đủ thứ bảo tàng, có đủ thứ báu vật chân quý nhiều không thể tính lường, có một vị đại trưởng phu có đại trí huệ thông đạt tất cả pháp thế gian, khéo phân biệt biết được tất cả kho tàng, các bảo tàng trong lòng đất như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, vân vân, đủ thứ khoáng sản có giá trị, ông ta đều thấy biết được. Người đó lại có đủ sức phước đức rộng lớn cho nên có thể tùy ý tự tại mà lấy dùng. Ông ta đem những bảo tàng đó để phụng dưỡng cha mẹ, tặng những người thân thuộc, cho người già kẻ bệnh, bần cùng thiếu thốn, thảy đều chu cấp đầy đủ. Nhưng người không có trí huệ, người không có phước đức, tùy họ cũng đến chỗ bảo tàng mà chẳng biết cũng chẳng thấy bảo tàng ở dưới đất, nên không được lợi ích của bảo tàng. Các vị đại thanh văn đệ tử cũng như thế. Ví dụ thứ tư là dụ bảo tàng khó biết. Tàng là thông dụ bí mật, đức khó biết, tức là biệt dụ Như Lai tôn thắng đáng bảo trọng. Các đại Bồ Tát có mắt trí huệ thanh tịnh vào được cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn của Như Lai, thấy được thần lực của Phật, vào được các pháp môn, hay nhập vào biển tam muội, hay cúng dường chư Phật, hay dùng chánh pháp khai ngộ chúng sinh, hay dùng bốn pháp nhiếp nhiếp thọ chúng sinh. Các đại thành văn không thể thấy được thần lực của Như Lai, cũng không thể thấy các chúng Bồ Tát. Các đại Bồ Tát vì có mắt trí huệ thanh tịnh cho nên vào được cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn của Như Lai, thấy được thần lực của Phật, vào được tất cả các pháp môn, hay nhập vào biển tam muội, hay cúng dường tất cả chư Phật, lại hay dùng chánh pháp khai ngộ chúng sinh, lại hay dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ chúng sinh. Nhưng tất cả chúng đại thanh văn đệ tử đều không thể thấy được thần lực của Như Lai, cũng không thể thấy các đại chúng Bồ Tát. Ví như người mù đến chỗ châu báu, hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, đều không thấy được tất cả châu báu. Vì không thấy nên không thể lấy, không thể thọ dụng. Đây cũng như thế, các đại đệ tử tuy ở trong rừng Thệ Đa gần gũi Đức Thế Tôn mà chẳng thấy tự tại thần lực của Như Lai, cũng không thấy được đại hội Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì không có mắt thanh tịnh vô ngại của Bồ Tát nên không thể thứ tự ngộ nhập pháp giới, thấy sức tự tại của Như Lai. Đoạn này ví như người mù chẳng thấy báu vật, lại giống như người mù chỉ thanh văn đệ tử đến chỗ châu báu chỉ diệu hạnh của Như Lai, tích hạnh viên diệu. Hoặc họ đi, hoặc họ đứng, hoặc họ ngồi, hoặc họ nằm đều không thấy được tất cả châu báu chân quý, không thấy được châu báu, nên không thể lấy được châu báu, cũng không thể thọ dụng được sự lợi ích của châu báu. Các đại thành văn chẳng thấy được Phật và Bồ Tát cũng như thế. Các ngài tuy ở trong rừng Thệ Đa, gần gũi Đức Thế Tôn mà chẳng thấy tự tại thần lực của Như Lai, cũng không thấy được đại hội Bồ Tát đến từ mười phương. Tại sao vậy? Vì không có mắt pháp thanh tịnh vô ngại của Bồ Tát, nên không thể thứ tự ngộ nhập pháp giới, thấy sức thần lực tự tại của Như Lai. Ví như có người đắc được mắt thanh tịnh, tên gọi là Ly Cấu Quang Minh, tất cả màu tối không thể chướng ngại được,
Bây giờ người đó ở trong đêm tối, ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ước người, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, hình tướng oai nghi của những người đó, người mắt sáng đó thầy đều thấy hết, còn oai nghi tiến lùi của người mắt sáng những người đó đều không thấy được. Phật cũng như thế, đã thành tựu mắt trí thanh tịnh vô ngại, đều thấy rõ tất cả thế gian những sự thị hiện thần thông biến hóa, đại chúng Bồ Tát cùng vây quanh, các đại đệ tử đều không thấy được. Đoạn này là dụ mắt tịnh vô ngại, lại ví như có người đắc được mắt thanh tịnh, tên gọi là ly cấu quang minh. Tất cả màu tối không thể chướng ngại được người đó. Bây giờ người đó ở trong đêm tối, ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ước người, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm. Hình tướng oai nghi của những người đó, người mắt sáng đó thầy đều thấy hết. Còn oai nghi tiến lùi của người mắt sáng, những người đó đều không thấy được. Phật cũng như thế, đã thành tựu mắt trí huệ thanh tịnh vô ngại, cho nên ngài đều minh bạch, nhìn thấy rõ đủ thứ sự vật của tất cả thế gian, những sự thị hiện cảnh giới thần thông biến hóa và đại chúng Bồ Tát cùng vây quanh, các đại đệ tử thành phần đều không nhìn thấy được. Ví như tỳ kheo ở trong đại chúng nhập vào biến xứ định, đó là địa biến xứ định, thủy biến xứ định, hỏa biến xứ định, phong biến xứ định, thanh biến xứ định, hoàng biến xứ định, xích biến xứ định, bạch biến xứ định, thiền biến xứ định, đủ thứ chúng sinh thân biến xứ định, tất cả lời nói âm thanh biến xứ định, tất cả sở duyên biến xứ định. Người nhập vào định này thấy được nhân duyên, còn đại chúng những người khác đều không thấy được, ngoại trừ chỉ có người trụ tam muội này, Như Lai thị hiện cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn, cũng là như thế, Bồ Tát đều thấy, còn Thanh Văn chẳng thấy được. Lại ví như tỳ kheo ở trong đại chúng nhập vào biến xứ định. Biến xứ định là gì? Biến xứ định là ví dụ khắp cùng khó nghĩ bàn, cũng là chỉ có hít tịnh của Như Lai. Bồ Tát thường quang các màu sắc trang nghiêm, Bồ Tát phóng lưới đại quang minh tất cả mọi nơi khắp cùng quan sát, đó là nhập địa biến xứ định, nhập thủy biến xứ định, nhập hỏa biến xứ định, nhập phong biến xứ định, nhập thanh biến xứ định, nhập hoàng biến xứ định, nhập xích biến xứ định, nhập bạch biến xứ định, nhập thiên biến xứ định, nhập đủ thứ chúng sinh thân biến xứ định, nhập tất cả lời nói âm thanh biến xứ định, nhập tất cả sở duyên biến xứ định. Người nhập vào đủ thứ định này thấy được tất cả nhân duyên, còn đại chúng những người khác đều không thấy được, ngoại trừ chỉ có người trụ tam muội này mới thấy được. Như Lai thị hiện cảnh giới chư Phật không thể nghĩ bàn, cũng lại như thế, Bồ Tát đều thấy, còn các đại thanh văn chẳng nhìn thấy được. Ví như có người dùng thuốc ẩn thân thoa lên mắt mình, ở trong chúng hội tới lui ngồi đứng không ai thấy được, mà người đó thấy hết mọi việc trong chúng hội, nên biết Như Lai cũng là như thế, vượt khỏi thế gian, thấy khắp thế gian, chẳng phải các vị thanh văn có thể thấy được, chỉ trừ các đại Bồ Tát xu hướng cảnh nhất thiết trí. Lại ví như có người dùng thuốc ẩn thân thoa lên mắt mình, ở trong đại chúng pháp hội, hoặc đi tới đi lui, hoặc ngồi hoặc đứng, đều không ai thấy được, mà người đó thì thấy hết mọi việc trong chúng hội. Do đó nên biết Như Lai cũng lại như thế, vượt khỏi pháp thế gian, thấy khắp tất cả thế gian, song chẳng phải các vị thành văn có thể thấy được, chỉ trừ các đại Bồ Tát xu hướng cảnh nhất thiết trí. Đoạn này dụ ẩn hiển siêu thế đức, Như Lai trụ trì cùng với Bồ Tát khởi biến hóa phần đức. Như khi con người sinh ra thì có hai thiên thần luôn đi theo, một tên là Đồng Sanh, hai tên là Đồng Danh. Hai vị thiên thần này thường thấy người mà người chẳng thấy thiên thần, nên biết Như Lai cũng là như thế. Ở trong đại hội các Bồ Tát hiện đại thần thông, các đại thanh văn đều không thấy được. Lại ví như khi con người sinh ra rồi thì có hai vị thiên thần luôn luôn đi theo họ. Hai vị thiên thần đó, một vị tên là Đồng Sanh, một vị tên là Đồng Danh. Hai vị thiên thần đó thường thấy người mà người chẳng thấy thiên thần. Đây là ví dụ hàng nhị thừa chẳng có thế lực như thế, vì chẳng có tâm đại bi xa bỏ chúng sinh. Các vị nên biết Như Lai cũng là như thế. Ở trong đại hội các Bồ Tát thể hiện sức đại thần thông mà các đại thanh văn đều không thấy được. Ví như tỳ kheo được tâm tự tại, nhập diệt tận định, sáu căn tạo nghiệp thầy đều không hành, tất cả lời nói bất tri bất giác, vì định lực chi trì nên không nhập niết bàn. Tất cả thành văn cũng là như thế, tuy cũng ở trong rừng thệ đa đầy đủ sáu căn mà chẳng biết chẳng thấy chẳng hiểu chẳng vào được tự tại của Như Lai, chúng hội Bồ Tát làm các sự việc. Ví như tỳ kheo đắc được tâm tự tại, nhập vào diệt tận định,
đã lìa dục vô sở hữu xứ hoặc nhập định phi phi tưởng xứ. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tạo nghiệp đều đã không hành. Đây là ví dụ thanh văn an trụ thừa của mình, vì chứng thật tế cũng có thể ví dụ vô đức. Tất cả lời nói đều bất tri bất giác, vì định lực chi trì họ cho nên không nhập niết bàn. Tất cả thanh văn đệ tử cũng lại như thế, tùy họ cũng ở trong rừng thệ đa, đầy đủ sáu căn mà chẳng biết được, chẳng thấy được, chẳng hiểu được, chẳng nhập vào được tự tại của Như Lai và đại chúng Pháp hội Bồ Tát, chẳng biết được Đức Phật đang diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, không thể nghe diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm cùng với tất cả Bồ Tát. Đây là ví dụ khi hàng nhị thừa lưu truyền trong sinh tử, chẳng khuyên chúng sinh cầu mắt đại trí huệ tối thắng, cho nên thức chẳng hành. Tùy có mắt nhưng đối với sáu căn không thấy được. Tại sao vậy? Vì cảnh giới Như Lai thâm sâu rộng lớn, khó thấy, khó biết, khó dò, khó lường, vượt khỏi các thế gian không thể nghĩ bàn, không ai có thể phá hoại được. Chẳng phải cảnh giới của tất cả hàng nhị thừa, cho nên thần lực tự tại của Như Lai, Bồ Tát chúng hội và rừng thệ đa khắp cùng tất cả thế giới thanh tịnh. Những việc như vậy, các đại thanh văn đều không thấy được, vì họ chẳng phải là pháp khí. Tại sao vậy? Vì một, cảnh giới Như Lai thâm sâu, dụ quỷ với sông Hằng; hai, rộng lớn, dụ mộng du thiên cung; ba, khó thấy, dụ kẻ ngu với núi tuyết; bốn, khó biết, dụ kho tàng khó biết; năm, khó dò, dụ kẻ mù không thấy châu báu; sáu, khó lường, dụ mắt tịnh không chướng ngại; bảy, vượt khỏi các thế gian, dụ khắp nơi định cảnh; tám, không thể nghĩ bàn, dụ thuốc hay ẩn thân; chín, không ai có thể phá hoại được, dụ hai thiên thần theo người; mười, chẳng phải cảnh giới của tất cả hàng nhị thừa, dụ diệt định chẳng hành. Cho nên thần lực tự tại của Như Lai và Bồ Tát chúng hội cùng với đạo tràng rừng thệ đa khắp cùng tất cả thế giới thanh tịnh, đủ thứ những việc như vậy, tất cả các vị đại thanh văn đều không thấy được, vì họ chẳng có khí lượng rộng lớn. Trong quá khứ đều là khí nhỏ, lượng nhỏ, khí lượng không đủ, cho nên nhìn chẳng thấy được cảnh giới rộng lớn. Bây giờ Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na nguyện quang minh được thần lực của Đức Phật, quan sát mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na nguyện quang minh đường đại oai thần lực của Đức Phật, quan sát tất cả cơ duyên của chúng sinh trong mười phương mà nói ra những bài kệ dưới đây. Các ông nên quan sát, Phật đạo không nghĩ bàn, nơi rừng thệ đa này thị hiện sức thần thông. Vị Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na nguyện quang minh nói: Các vị Phật tử hãy quan sát cho kỹ, Phật đạo không thể nghĩ bàn, ở trong rừng thệ đa này thị hiện sức đại thần thông không thể nghĩ bàn. Oai thần lực thiện thệ thị hiện vô lượng số, tất cả các thế gian mê hoặc không biết được. Đây là một thứ oai thần lực của Đức Phật, thị hiện ra Bồ Tát nhiều vô số vô biên, không biết số mục là bao nhiêu, nhưng hết thảy chúng sinh thế gian đều bị mê hoặc, không thấu rõ được cảnh giới này. Diệu pháp của Pháp Vương vô lượng khó nghĩ bàn, thị hiện các thần thông thế gian không dò được. Pháp thâm sâu vi diệu của Phật rộng lớn vô biên, khó nghĩ bàn được, thì hiện tất cả thần thông chúng sinh thế gian đều không thể minh bạch được. Vì rõ pháp vô tướng cho nên gọi là Phật, đầy đủ tướng trang nghiêm, khen ngợi không hết được. Đức Phật thấu rõ thật tướng của các pháp cho nên gọi là Phật Đà Gia. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, các vị tán thán khen ngợi không bao giờ hết được. Này, ở trong rừng này thì hiện đại thần lực thâm sâu không bỏ mé, lời lẽ không nói được. Hiện tại Đức Phật ở trong rừng Thệ Đà thị hiện đại oai thần lực rộng lớn thâm sâu không có bờ mé, dù có dùng lời lẽ và câu văn cũng nói không hết được. Ông quán đại oai đức vô lượng chúng Bồ Tát mười phương các cõi nước đi đến gặp Thế Tôn. Các vị quan sát cảnh giới đại oai đức của Phật, có vô lượng đại chúng Bồ Tát đại oai đức từ mười phương tất cả cõi nước chư Phật, các ngài đều đến gặp Đức Phật ở trong rừng Thệ Đà thế giới Ta Bà. Sở nguyện đều đầy đủ, sở hành không chướng ngại, tất cả các thế gian không ai dò hưởng được. Các vị thuở xưa phát nguyện đều đã đầy đủ viên mãn, pháp môn tu hành cũng đều không chướng ngại, hết thảy người thế gian chẳng có cách gì dò lường được sự áo diệu trong đó. Tất cả các duyên giác và đại thanh văn đó thể đều không biết được cảnh giới Bồ Tát tu, hết thảy tất cả những bậc duyên giác tu 12 nhân duyên mà khai ngộ, và những vị thành văn A-la-hán tù pháp môn bốn đế, các ngài đều không biết được cảnh giới tu hành của Bồ Tát.
Bồ Tát Đại Trí Huệ, các địa đều rốt ráo, lập trường cao dũng mãnh, khó phá, khó lay động. Đại trí huệ của Bồ Tát và tất cả quả vị tu hành đều đã rốt ráo, các ngài đều kiến lập đại tràng, đại pháp tràng dũng mãnh cao vời, bất cứ thiên ma ngoại đạo cũng không thể nào phá hoại được, cũng không thể nào lay động được. Các bậc đại danh xưng vô lượng sức tam muội thị hiện các thần biến pháp giới đều đầy rẫy. Tất cả pháp thần đại sĩ đều có đủ vô lượng sức tam muội chánh định chánh thọ. Hết thảy pháp giới đều đầy rẫy tất cả thần thông biến hóa của Bồ Tát. Bấy giờ Bồ Tát Bất Khả Hoại Tinh Tấn Vương nương thần lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó có vị Bồ Tát Bất Khả Hoại Tinh Tấn Vương, ngài nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thần lực gia bị của mười phương chư Phật, ngài quan sát cơ duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương để độ thoát họ, do đó mà ngài nói ra bài kệ dưới đây để thuật lại ý nghĩa kinh Trường Hàng ở trước. Ông quán các Phật tử trí huệ công đức tạng, hạnh bồ đề rốt ráo, an ổn các thế gian. Các vị Phật tử hãy nhìn xem, nhiều đệ tử của Đức Phật trí huệ công đức của họ rất viên mãn, họ tu hạnh bồ đề giác đạo cũng đều đạt đến sự rốt ráo, đều có thể an ổn tất cả các thế gian. Tâm đó vốn thấu đạt, kéo vào các tam muội, trí huệ không bờ bé, cảnh giới không thể lường. Tâm trí của họ đều rất thông minh thấu đạt, khéo chứng nhập tất cả sức tam muội chánh định chánh thọ. Trí huệ của họ chẳng có bờ bé, cảnh giới của họ không thể nghĩ bàn. Nay rừng thệ đa này, đủ thứ đều nhiệm sức, chúng Bồ Tát vân tập ở gần chỗ Như Lai. Này họ ở trong đạo tràng rừng thệ đa đều biến thành trang nghiêm tốt đẹp, khiến cho rừng thệ đa biến thành lầu các báu lớn. Chúng đại Bồ Tát nhiều bất khả thuyết trong mười phương đều vân tập trong rừng thệ đa, đều đến gần gũi Phật và cùng ở một chỗ với Đức Phật. Ông quán không chấp trước, vô lượng biển đại chúng mười phương đi đến đây ngồi tòa hoa sen báu. Các vị quan sát những vị đại Bồ Tát đó đều không có sự chấp trước, vô lượng đại chúng như biển cả mười phương thế giới, nhiều như số hạt bụi đến thế giới Ta Bà, họ đều ngồi trên tòa sư tử hoa sen báu, không đến cũng không trụ, không nương không hí luận, địa cấu tâm vô ngại rốt ráo nơi pháp giới. Họ vốn chẳng từ đâu đến, cũng chẳng chỗ trụ, cũng chẳng y trì hoặc nương tựa vào chỗ nào, cũng chẳng có mọi sự hí luận. Họ nói lời chân thật, họ đã lìa khỏi tất cả sự cấu bẩn, trong tâm chẳng có chút quá ngại nào, trong pháp giới đã đạt đến cảnh giới rốt ráo. Kiến lập tràng trí huệ, kiên cố không dao động, biết pháp không biến hóa mà hiện việc biến hóa. Họ kiến lập pháp tràng trí huệ đều đắc được định lực kiên cố không dao động. Họ biết tất cả bổn thể của các pháp là tướng tịch diệt, chẳng có sự biến hóa mà thị hiện đủ thứ pháp việc biến hóa. Mười phương vô lượng cõi, tất cả chỗ chư Phật, đồng thời đều qua đến mà cũng không phân thân. Mười phương vô lượng cõi Phật và đạo tràng của tất cả chư Phật, họ đều đồng thời qua đến đạo tràng của hết thảy chư Phật. E rằng hộ pháp hiện tại có lúc chạy đến đạo tràng này đốt lên vài cây nhang, có lúc lại chạy đến đạo tràng khác lại Phật. Đó đều là học đủ thứ thần thông biến hóa của Bồ Tát. Tuy nhiên họ đồng thời đến mười phương, nhưng họ cũng chẳng phân chia thân thể của họ. Ông quán Thích Sư Tử, sức thần thông tự tại hay khiến chúng Bồ Tát tất cả đều tụ lại. Các vị hãy quan sát Đức Phật giống như sư tử, đều có đủ sức thần thông rộng lớn nhậm phận tự tại. Thích Sư Tử tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài hay khiến cho tất cả chúng Bồ Tát đều cùng nhau đến tụ hội trong rừng thệ đa. Tất cả các Phật pháp, pháp giới đều bình đẳng, lời nói đều khác nhau, chúng này đều thông đạt. Tất cả pháp của chư Phật nói và pháp giới đều bình đẳng, lời nói tuy có sự khác nhau nhưng đại chúng đến nghe pháp đều thông đạt minh bạch. Do đó có câu, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Chư Phật thường an trụ bờ pháp giới bình đẳng, diễn nói pháp khác nhau, lời lẽ không cùng tận. Chư Phật thường yên lặng bất động, bình đẳng với pháp giới, diễn nói pháp khác nhau, dù có dùng hết lời lẽ cũng nói không hết được đạo lý của Phật Pháp. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Thắng Vô Thượng Oai Đức Vương nương thần lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó lại có vị Bồ Tát Phổ Thắng Vô Thượng Oai Đức Vương, ngài nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát cơ duyên của tất cả chúng sinh mười phương mà nói ra những bài kệ dưới đây.
Ông quán vô thượng sĩ, trí rộng lớn viên mãn, khéo đạt thời phi thời, vì chúng dễ nói pháp. Các vị hãy quan sát trí huệ rộng lớn của Đức Phật đều đã viên mãn, đã khéo đạt đến thời và phi thời, vì chúng sinh dễ nói Phật pháp. Hàng phục chúng ngoại đạo, tất cả các dị luận khắp tùy tâm chúng sinh, vì hiện sức thần thông. Đức Phật đã hàng phục tất cả ngoại đạo và hết thảy tà thuyết dị luận khắp tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh, mà vì chúng sinh hiển bày sức thần thông, chánh giác chẳng có lượng, cũng lại chẳng vô lượng, hoặc lượng hoặc vô lượng, mâu ni đều vượt qua. Đức Phật là một vị chánh giác, Ngài chẳng thuộc về có lượng, cũng chẳng thuộc về vô lượng. Bất luận có lượng hoặc là vô lượng, Thích Ca Mâu Ni Phật đều vượt qua giới hạn này. Như mặt trời trong không chiếu đến khắp mọi nơi, trí Phật cũng như thế, thấu đạt pháp ba đời. Đức Phật giống như mặt trời ở trong hư không, chiếu đến khắp tất cả mọi nơi, trí huệ của Phật cũng giống như mặt trời, thấu đạt được tất cả các pháp ba đời. Ví như đêm ngày rằm, mặt trăng tròn không khuyết, Như Lai cũng như thế, pháp trắng đều viên mãn. Lại giống như mỗi đêm ngày rằm, mặt trăng tròn chẳng thiếu khuyết, Đức Phật cũng giống như mặt trăng tròn ngày rằm, hết thảy pháp trắng tịnh đều đắc được viên mãn. Như mặt trời trên không, vận hành không tạm ngừng, Như Lai cũng như thế, thần biến luôn liên tục. Lại giống như mặt trời ở trong hư không, vận hành mà đi chẳng khi nào ngừng nghỉ, Đức Phật cũng như thế, thần thông biến hóa luôn luôn liên tục không ngừng. Ví như mười phương cõi, trong không chẳng chướng ngại, thế đang hiện biến hóa, nơi đời cũng như thế. Lại giống như mười phương cõi nước, ở trong hư không chẳng có chướng ngại, Đức Phật thị hiện biến hóa nơi thế gian cũng thế, chẳng có chướng ngại. Ví như đất thế gian, chỗ nương của quần sinh, pháp luân chiếu thế đăng, chỗ nương cũng như vậy. Lại giống như đất đai nơi thế gian, tất cả chúng sinh đều nương tựa đất, pháp luân chiếu thế đăng, tức là Phật, cũng làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. Ví như gió lúc mạnh, sở hành không chướng ngại, Phật pháp cũng như vậy, nhanh khắp nơi thế gian. Lại giống như giống lốc mãnh liệt, sở hành không có chướng ngại, chẳng có ai có thể cản trở được nó, Phật pháp cũng như thế, nhanh chóng đẩy khắp nơi thế gian. Ví như đại thủy luân, chỗ nương trụ thế giới, trí huệ luân cũng thế, chỗ nương Phật ba đời. Lại giống như đại thủy luân, hết thảy thế giới đều nương tựa nó mà trụ, trí huệ luân của Phật cũng thế, là chỗ chư Phật ba đời nương tựa vào. Bấy giờ Bồ Tát vô ngại thắng Tạng Vương, nương thần lực của Đức Phật quán sát mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó lại có vị Bồ Tát tên là Vô Ngại Thắng Tạng Vương, Ngài cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật gia bị, dùng trí huệ diệu quán sát để quan sát cơ duyên của tất cả chúng sinh mười phương, nên dùng pháp gì để độ thoát họ. Cho nên Ngài nói ra những bài kệ dưới đây để thuật lại nghĩa kinh. Ví như núi báu lớn, lợi ích các hàm thức, núi Phật cũng như vậy, lợi ích khắp thế gian. Trí huệ của Phật như núi báu lớn, các vị đệ tử của Phật và núi báu rồi phải đường tay không mà về. Núi báu hay lợi ích tất cả chúng sinh, Đức Phật cũng như núi báu lớn lợi ích khắp tất cả chúng sinh. Ví như nước biển lớn, trong sạch không dơ bẩn, thấy Phật cũng như thế, hay trừ các khát ái. Lại ví như nước trong biển cả, trong sạch, chẳng có một chút nhiễm ô dơ bẩn nào, gặp Phật cũng giống như thấy được biển cả thanh tịnh, hay trừ khử đi tham sân si của tất cả chúng sinh và đủ thứ khát nước ái dục. Ví như núi Tu Di xuất hiện giữa biển lớn, đèn thế gian cũng thế, xuất hiện từ biển Pháp. Lại ví như núi Tu Di xuất hiện đứng sửng sững ở trong biển cả, đèn thế gian tức là Phật cũng như thế, là từ trong biển Pháp lớn mà sinh ra. Như biển đủ các báu, người cầu đều đầy đủ, trí vô sư cũng thế, người thấy đều khai ngộ. Lại ví như trong biển đầy đủ tất cả bảo tàng, bất cứ ai đi vào trong biển tìm châu báu đều có thể được đầy đủ mãn nguyện, trí huệ của Phật cũng như thế, ai thấy được Phật thì người đó sẽ được khai ngộ. Do đó có câu: thấy Phật dứt sinh tử, như Phật độ tất cả, trí Như Lai thâm sâu, vô lượng không có số, cho nên sức thần thông thị hiện khó nghĩ bàn. Trí huệ của Phật thâm sâu vô thượng, chẳng có số lượng cũng chẳng có bờ mé. Vì vậy cho nên cảnh giới thị hiện sức thần thông của Phật, chẳng phải chúng sinh suy nghĩ luận nghị minh bạch được. Ví như nhà huyễn thuật,
thì hiện đủ thứ việc, Phật trí cũng như thế, hiện các sức tự tại. Lại ví như nhà huyễn thuật, ông ta hay thể hiện đủ thứ việc huyễn, trí huệ của Phật cũng giống như nhà huyễn thuật, hay thể hiện tất cả sức thần thông tự tại. Ví như chồng như ý làm mãn nguyện ước muốn, tối thắng cũng như thế, mãn các nguyện thanh tịnh. Lại ví như chồng như ý hay mãn nguyện tầm ước muốn của tất cả chúng sinh, Đức Phật là bậc tối thắng cũng giống như trâu như ý hay mãn nguyện những lời nguyện của tất cả chúng sinh phát ra. Ví như báu sáng tịnh, chiếu khắp tất cả vật, Phật trí cũng như thế, chiếu khắp tân quần sinh. Lại ví như báu vật sáng tịnh hay phóng ra đại quang minh chiếu khắp tất cả sự vật, trí huệ của Phật cũng thế, hay chiếu sáng khắp tâm của tất cả chúng sinh. Ví như báu tám mặt, chiếu khắp tất cả phương, để vô ngại cũng thế, chiếu khắp nơi pháp giới. Lại ví như tấm gương báu tám mặt lung linh chiếu sáng thanh tịnh rõ ràng mỗi phương, Đức Phật cũng như thế, hay chiếu sáng các mười phương thế giới. Ví như thủy thanh châu làm trong các nước đục, thấy Phật cũng như thế, các căn đều thanh tịnh. Lại giống như hạt châu thanh tịnh thủy, hay làm cho tất cả nước đục đều thanh tịnh lắng trong, do đó có câu tịnh châu để vào trong nước đục sẽ trở thành trong. Niệm Phật như nơi tầm loạn sẽ hết loạn. Cho nên gặp được Phật cũng giống như tịnh châu để vào trong nước đục sẽ trở thành trong, các căn đều sẽ được thanh tịnh. Vạn Phật Thành là nơi vạn Phật tụ hội. Phật vạn phương đều vân tập ở vạn Phật Thành để gia trì mỗi vị chúng sinh ở trong vạn Phật Thành, khiến cho tất cả chúng sinh sớm lìa khổ được vui, bỏ mê về giác. Thánh địa này muốn đào tạo dưỡng thành những người tu hành chân chính, muốn giáo hóa thành số người diễn giảng giỏi, cho nên ai muốn tu hành thì ở đây đặc biệt hoan nghênh, ai muốn diễn giảng thì cũng rất hoan nghênh. Diễn giảng phải ở trước đại chúng chứ chẳng phải ở trước một người hoặc hai người. Bất cứ ai hoan hỷ diễn giảng có thể thường thường luyện tập, khi nào ở trong đại chúng pháp hội có thể lên diễn giảng trước đại chúng. Đừng có dưỡng thành, bạn không dám nói, tôi cũng không dám nói. Mình không dám nói, cũng không muốn người khác nói, đó là sai lầm. Nếu mình muốn diễn giảng, thì đừng sợ người cười, cũng đừng sợ người khác luận nghị. Khi diễn giảng, phải ở trong con mắt xem không có người nào hết, cho nên muốn nói gì thì nói. Bất cứ vị nào, nếu hoan hỷ diễn giảng thì tôi rất hoan nghênh, nhưng nhất định phải diễn giảng ở trước đại chúng. Đừng có một mình với một người hoặc hai người, giao đầu tiếp tai. Vì một người hoặc hai người, chẳng nói thị thì cũng nói phi. Ở trước đại chúng, không màng bạn nói thì cũng tốt, nói phì cũng tốt, mọi người đều nghe. Bạn đúng mọi người cũng nghe được, bạn sai mọi người cũng nghe được. Mọi người tức là Thiên Chủ, mọi người tức là Phật, mọi người tức là Thánh Nhân, mọi người tức là Trí Huệ, mọi người tức là chấp định tất cả. Cho nên nếu vị nào có lời lẽ thiên tài thì phải tận dụng phát huy thiên tài của bạn. Đừng sợ mọi người cười bạn, cũng đừng sợ người khác đố kỵ chướng ngại. Chỉ cần bạn nói có đạo lý, đều có thể tùy ý nói ra những điều cần nói, đó là điều tôi hoan hỷ. Vì hiện tại thế giới này cần có người diễn giảng, chẳng phải chỉ giới hạn một chỗ ở tại Vạn Phật Thành này. Chúng ta phải đến các nơi để diễn giảng, đem Phật Pháp đến các nơi trên thế giới. Đó là kỳ vọng của tôi đối với các vị. Bấy giờ Bồ Tát hóa hiện Pháp giới, nguyện Nguyệt Vương, nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, khi vị Bồ Tát đó nói xong bài kệ Ngài muốn nói, thì tiếp theo lúc đó lại có vị Bồ Tát hóa hiện Pháp giới nguyện Nguyệt Vương, Ngài nương đại oai thần lực của Đức Phật, dùng trí huệ diệu quan sát để quan sát cơ duyên của chúng sinh trong mười phương, mà dùng kệ để thuật lại ý nghĩa trường hàng. Ví như báu đế thanh làm xanh tất cả màu, gặp Phật cũng như thế, đều phát hạnh Bồ Đề. Lại ví như có hạt châu đế thanh, nó hay biến tất cả vật chất thành màu xanh. Chúng ta chúng sinh gặp được Phật cũng như thế, ai gặp được Phật sẽ phát tâm Bồ Đề, tu hành hạnh Bồ Đề. Trong mỗi một hạt bụi, Phật hiện sức thần thông, khiến vô lượng vô biên, Bồ Tát đều thanh tịnh. Ở trong mỗi một hạt bụi, Đức Phật hay thị hiện sức thần thông vô lượng trăm ngàn ức thế giới, hay khiến cho vô lượng vô biên Bồ Tát đều đắc được trí huệ thanh tịnh. Sức thâm sâu vi diệu, vô biên không biết được, cảnh giới của Bồ Tát, thế giới không thể dò. Sức của Phật thâm sâu vi diệu vô thượng, vô lượng vô biên, không ai có thể biết được. Còn cảnh giới của Bồ Tát, chúng sinh thế giới cũng không thể dò được.
Như Lai thì hiện thân, tướng thanh tịnh trang nghiêm, vào khắp nơi pháp giới thành tựu các Bồ Tát. Như Lai thì hiện pháp thân rất thanh tịnh, tướng mạo rất trang nghiêm, hay vào khắp trong tất cả pháp giới thành tựu tất cả đại Bồ Tát. Cõi nước khó nghĩ bàn, trong đó thành chánh giác, tất cả các Bồ Tát thế chủ đều đầy rẫy. Phật thành Phật ở trong các cõi nước chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn, đắc được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả Bồ Tát và chủ thế gian đều đầy rẫy ở trong đó. Đấng Thích Ca vô thượng, nơi pháp đều tự tại, thị hiện sức thần thông vô biên không thể lường. Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn vô thượng, đối với tất cả Phật pháp đều đã đắc được cảnh giới nhậm vận tự tại. Phật thị hiện sức thần thông vô lượng vô biên, chúng sinh chẳng cách gì dò lường được. Bồ Tát đủ thứ hạnh, vô lượng không cùng tận, sức tự tại Như Lai vì họ đều thị hiện. Bồ Tát tu hành đủ thứ hạnh môn cũng vô lượng vô biên, chẳng cùng tận, sức thần thông tự tại của Như Lai đều vì tất cả đại Bồ Tát mà thị hiện. Phật tử khéo tu học, các pháp giới thâm sâu, thành tựu trí vô ngại, thấu rõ tất cả pháp. Các vị đệ tử của Phật khéo tu học các thứ pháp môn của Phật nói, nhập vào vô lượng pháp giới thâm sâu của những pháp môn đó, thành tựu trí huệ vô ngại mà thấu rõ minh bạch tất cả Phật pháp. Sức oai thần thiện thệ vì chúng chuyển pháp luân, thần biến đầy rẫy khắp, khiến đời đều thanh tịnh. Oai thần của Phật vì đại chúng chuyển bánh xe pháp, thần thông biến hóa đó đầy rẫy khắp cùng mười phương tất cả thế giới, khiến cho thế giới đều được thanh tịnh. Trí Như Lai viên mãn, cảnh giới cũng thanh tịnh. Ví như Đại Long Vương giúp khắp các quần sinh, trí huệ của Như Lai đã viên mãn, cảnh giới cũng đều đã thanh tịnh. Ví như Đại Long Vương ở trong biển, cứu độ khắp tất cả chúng sinh hữu tình. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ Quang Diệm Vương nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó lại có vị Bồ Tát Pháp Huệ Quang Diệm Vương, ngài cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật quán sát căn tánh của chúng sinh trong mười phương mà dùng kệ để thuật lại ý nghĩa kinh Trường Hàng ở trước. Ba đời các Như Lai thành văn đại đệ tử đều chẳng biết được Phật việc giờ chân hạ chân. Đại đệ tử thành văn của tất cả chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai đều chẳng biết được cảnh giới của Phật và tất cả sự việc Phật giờ chân hạ chân. Đời quá vị hiện tại, tất cả các duyên giác cũng không biết Như Lai việc giờ chân hạ chân. Tất cả bậc thánh nhân duyên giác đời quá khứ, vị lai hiện tại ba đời cũng không biết được cảnh giới của Phật và việc giờ chân hạ chân của Phật. Hạ huống các phàm phu ràng buộc bởi kiết sử vô minh che tâm thức nên chẳng biết Thế Tôn. Các vị thánh nhân còn không biết được cảnh giới của Phật, hạ huống là tất cả phàm phu. Vì phàm phu tục tử bị kiết sử, năm độn sử, tham sân si mạn nghi, năm lợi sử, thân biên tà, kiến thủ, giới cấm thủ, ràng buộc trói chặt, bị vô minh che đậy tâm thức trí huệ, làm sao họ biết được cảnh giới của Phật. Chánh giác trí vô ngại, vượt khỏi đường lời nói, số lượng không thể dò hay có thể thấy biết. Trí huệ không chướng ngại của Phật vượt qua tất cả đường lời nói, số lượng không thể dò lường được, ai có thể biết được, thấy được cảnh giới của Phật. Ví như ánh trăng sáng, không thể dò bờ mé, thần thông Phật cũng thế, không ai thấy hết được. Ví như ánh sáng mặt trăng, chẳng có ai có thể dò lường được bờ mé của ánh sáng mặt trăng, thần thông diệu dụng của Phật cũng thế, chẳng có ai có thể nhìn thấy hết được thần thông của Phật. Mỗi mỗi các phương tiện, niệm niệm biến hóa ra, trải qua vô lượng kiếp, suy ngẫm không biết được. Hết thảy tất cả pháp phương tiện của Phật đều niệm niệm biến hóa ra cảnh giới. Dù bạn có trải qua vô lượng kiếp thời gian để suy ngẫm cảnh giới của Phật cũng không thể nào hiểu biết được. Suy ngẫm nhất thiết trí, pháp không thể nghĩ bàn, mỗi mỗi môn phương tiện, bờ mé không thể được. Suy nghiệm ngẫm nhất thiết trí huệ của Phật và pháp của Phật nói đều không thể nghĩ bàn, bờ mé của mỗi môn phương tiện cũng đều không thể được. Nếu ai nơi pháp này mà phát thệ nguyện lớn, họ nơi cảnh giới này thấy biết không gì khó. Nếu có chúng sinh đối với pháp này mà phát thệ nguyện rộng lớn, thì họ sẽ biết được thấy được cảnh giới này không có gì khó khăn. Dũng mãnh xin tu tập, biển pháp khó nghĩ bàn, tâm họ không chướng ngại vào môn phương tiện này. Họ dũng mãnh xin tu tập biển pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn, tâm họ chẳng thối chuyển cũng chẳng có sự chướng ngại mà có thể nhập vào pháp môn phương tiện này.
Tâm ý đã điều phục, trí nguyện cũng rộng lớn, sẽ được đại bồ đề, cảnh giới tối thủ thắng. Tâm và ý chí của họ đã điều phục, trí của họ cũng rộng lớn, nguyện cũng rộng lớn, sẽ đắc được đại bồ đề và cảnh giới tối thủ thắng, tức là cảnh giới của Phật. Bấy giờ Bồ Tát phá nhất thiết ma quần trí tràng vương, nương thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng. Khi Bồ Tát nói xong những bài kệ trên, thì lúc đó lại có vị Bồ Tát phá nhất thiết ma quân trí tràng vương, ngài cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật gia bị, quan sát căn tánh cơ duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương mà nói ra những bài kệ dưới đây. Chí thần chẳng phải thân, vô ngại khó nghĩ bàn, nếu có ai nghĩ bàn, tất cả không đến được. Chí thần thì vô tướng, tức là chẳng phải thân, nhục nhãn của phàm phu không thể quan sát được, cho nên nói trí thân chẳng phải thân. Trí huệ thân thì chẳng có sự chướng ngại, là không thể nghĩ bàn. Nếu như có sự nghĩ bàn thì chẳng gọi là trí thân, chẳng phải là trí thân, vì trí thân chẳng phải trí thân nên vô ngại khó nghĩ bàn. Từ nghiệp không nghĩ bàn, khởi thân thanh tịnh này thủ đặc diệu trang nghiêm, chẳng chấp vào ba cõi. Trí thân không thể nghĩ bàn này, từ nghiệp báo không thể nghĩ bàn sinh ra thân thanh tịnh này. Thân này rất thủ thắng, vi diệu trang nghiêm, khác với thân của một số người, nó chẳng thuộc về quả báo thân dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Quang minh chiếu tất cả, pháp giới đều thanh tịnh, khai môn Phật Bồ Đề, sinh ra các trí huệ. Quang minh của trí thân chiếu sáng tất cả thế giới, tất cả pháp giới cũng đều khôi phục thanh tịnh, hay khai mở pháp môn Phật Bồ Đề, cho nên sinh ra hết thảy trí huệ, sinh ra hết thảy Bồ Tát. Như mặt trời thế gian, khắp phóng huệ quang minh, xa lìa các trần cấu, diệt trừ tất cả chướng. Lại ví như mặt trời thế gian, khắp phóng đại trí huệ quang minh, xa lìa tất cả trần cấu, diệt trừ tất cả chướng ngại. Khắp tịnh nơi ba cõi, trả đứt dòng sinh tử, thành tựu Bồ Tát Đạo, sinh ra vô thượng giác. Đức Phật hay thành tịnh cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, vĩnh viễn đoạn trừ dòng sinh tử, thành tựu tất cả đạo của Bồ Tát tu, mà sinh ra quả Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thị hiện vô biên sắc, sắc đó không chỗ nương, sở hiện tuy vô lượng, tất cả không nghĩ bàn. Đức Phật hay dùng sức đại thần thông thể hiện vô biên sắc thân, nhưng những sắc thân đó đều là hư vọng, chẳng có một sự căn cứ nào, chẳng có một chỗ nương tựa nào. Sắc thân thể hiện tùy vô lượng vô biên, nhưng ở trong sự thị hiện lại hóa ra vô số thị hiện, trùng trùng vô tận trùng trùng, quang minh chiếu khắp. Bồ đề khoảng một niệm giác được tất cả pháp. Sao lại muốn dò lường bờ mé trí Như Lai? Pháp Bồ Đề giác đạo đốn ngộ trong khoảng một niệm mà biết được tất cả Phật Pháp, sao bạn lại muốn dò lường, không cách gì có thể dò lường được, vì bờ mé trí huệ Như Lai vô lượng vô biên. Một niệm đều thấu đạt tất cả Pháp ba đời, nên nói trí huệ Phật vô tận không thể hoại. Có thể ở trong một niệm đều thấu đạt tất cả Phật Pháp và Pháp của tất cả chư Phật ba đời nói, có thể nói đó là trí huệ của Phật chẳng cùng tận, cũng chẳng thể phá hoại được. Bậc trí nên như vậy, chuyên nghĩ Phật Bồ Đề, nghĩ đó khó nghĩ bàn, suy tư không thể được. Bậc có trí huệ nên như vậy, chuyên tâm suy ngẫm Phật Bồ Đề, nhưng sự tư tưởng đó là một cảnh giới không thể nghĩ bàn, do đó có câu, đừng lời nói đã dứt, chỗ tâm hành đã diệt, sự tư duy cũng không thể được. Bồ đề không thể nói, vượt qua đường lời lẽ, chư Phật từ đây sinh, pháp này khó nghĩ bàn. Bồ đề giác đạo này vốn không thể nói, vì nó vượt khỏi đường lời nói văn tự, cho nên không cách gì có thể nói. Mười phương chư Phật đều từ trong trí huệ sinh ra, pháp đó thật là không thể nghĩ bàn. Bấy giờ Bồ Tát nguyện trí quang minh tràng vương, nương thần lực của Đức Phật, quán sát mười phương mà nói kệ rằng, lúc đó có vị Bồ Tát nguyện trí quang minh tràng vương, ngài cũng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dùng diệu quán sát trí của ngài để quán sát căn tánh và cơ duyên của chúng sinh trong mười phương mà nói ra những bài kệ dưới đây. Nếu hay khéo quán sát biển Bồ Đề vô tận, liền lìa được niệm si, quyết định thọ trì pháp. Nếu bạn có thể quán sát tỉ mỉ thì diệu pháp môn Bồ Đề đó vô tận như biển cả, tham sân si ý niệm của bạn sẽ lìa khỏi. Mà một lòng một dạ muốn tu hành, quyết định muốn hành trì đạo Bồ Đề, nếu được tầm quyết định thì hay tu diệu hạnh, thiền tịch, tự tư lự,
dứt hẳn các nghi hoặc. Nếu chẳng còn tham sân si mà phát tâm quyết định tu đạo Bồ Đề, thì bạn sẽ có thể tu hành pháp môn tu hành của Bồ Tát Hành Trì. Tu thiền định tức là tư duy tu sẽ dứt trừ tất cả hoài nghi và mê hoặc.